vòng chung kết giải đấu danh giá nhất của FIFA Online 4 Việt Nam. Who will make Vietnam great again? Bốn đội tuyển, bốn màu sắc hoàn toàn cách biệt nhưng đều chung một mục tiêu cho vị trí tân vương. DH Esports F4, đương kim vô địch FBNC với sứ mệnh bảo vệ ngôi vị của mình. No Pain No Gain Esports, những anh em miền Nam từ hành trình kết nối cộng đồng đến với đấu trường chuyên nghiệp. Alpha X, những người con hoa phượng đỏ Hải Phòng với quyết tâm hướng tới thành tích bất bại tại FBNC 2021. 99 Ultimate, mang đam mê đời thường chinh phục ngôi vị cao nhất của giải đấu như cách họ thể hiện qua những câu quan họ. Hãy đón xem, cổ vũ cho đội tuyển bạn yêu thích và những loạt code hấp dẫn tại vòng chung kết quốc gia FBNC 2021 vào lúc 3 giờ chiều ngày 29 và 31 tháng 1 tại EA Sports FIFA Online 4 Việt Nam. Xin chào khán giả thân yêu của FIFA Online 4 Việt Nam và Garena Việt Nam. Chúng ta đang quay trở lại với ngày thi đấu cuối cùng của FBNC 2021. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ tìm ra nhà vô địch của mùa giải năm nay. Và vừa rồi chúng ta đã trải qua cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thuộc nhánh thua, đó là No Pain No Gain cùng với Alpha X. Một Clearman đầu tiên của vòng knock out đã xuất hiện, đúng không ạ? Miasta, cái tên Quách Phú Thành, sinh năm 2002. Anh chắc chắn sẽ là một cái tên được nhiều người nhớ đến sau giải đấu này. Và đối thủ sẽ gặp No Pain No Gain ở trận đấu sắp tới là ai sẽ được quyết định sau cặp đấu ở nhánh thắng giữa DIH Esports và 99 Ultimate. Đây là cặp đấu mà chúng ta đã chờ đợi rất lâu khi DIH Esports là cái tên hot nhất trong bốn đội này, bởi họ đã thi đấu rất nhiều giải đấu lớn, không những ở Việt Nam mà còn là tầm cỡ thế giới đó. Nhưng thực sự đối thủ của họ, 99 Ultimate, là một cái đối thủ mà không hề dễ chơi một chút nào. Chúng ta vẫn còn nhớ 99 Ultimate là đội đã dẫn đầu ở bán đấu của mình tại bảng A. Sau đó thì vào đến vòng knockout thì họ tiếp tục, mặc dù là phải trải qua đến tận 5 game đấu trong loạt Kendo, tuy nhiên họ vẫn thể hiện xuất sắc cái phong độ của mình khi mà hủy diệt Alpha X để mà góp mặt ở trận đấu nhanh thắng này. Vâng, ở cặp đấu của chúng ta thì Subin bên phía DIH Esports sẽ là người thi đấu đầu tiên, và bên 99 Ultimate đó là Rice Gạo, lần đầu tiên xuất hiện ở vòng chung kết. Và đó là một cái sự, có lẽ đó là sự bất ngờ mà đại diện của Bắc Ninh muốn đem lại cho những nhà đương kim vô địch của chúng ta. Ở cái vòng đấu trước thì người chơi đầu tiên bên phía của 99 Ultimate đó là Hachi, và ngày hôm nay thì Hachi là vận động viên không có tên trong danh sách thi đấu, mà thay vào đó đã được thay bằng Rice. Như vậy là ngày hôm nay Lee Harry sẽ không thi đấu bên phía DIH Esports ở cặp đấu này. Subin được thi đấu ngay từ đầu, được ạ, cùng với Maestro và Mesut trong ngày hôm nay. Có thể là những trận đấu sắp tới DIH Esports sẽ sử dụng lại Lee Harry. Đã có nhiều tính toán, những sự tính toán khác ở trận đấu ngày hôm nay, ở cặp đấu này. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ có 3 vận động viên của DIH Esports đang ngồi ở vị trí thi đấu mà thôi, khu vực thi đấu. Do là lần đầu tiên xuất hiện ở vòng chung kết cho nên là tôi cũng muốn cung cấp thêm một số thông tin về Gạo cho tất cả các huấn luyện viên đang xem của chúng ta được biết rõ hơn. Thì tên thật ngoài đời của Rice đó là Lê Danh Tuấn Anh. Anh ta sinh vào ngày Tết Tây luôn của năm 1995, ngày 1 tháng 1. Và ở ngoài đời thì Rice là một nhân viên văn phòng, và anh ta đến từ thành phố Bắc Ninh. Câu lạc bộ yêu thích của anh ta là Manchester United. Huấn luyện viên ưa thích là Sir Alex Ferguson, và anh ta rất ngưỡng mộ tiền đạo Wayne Rooney. Ở ngoài đời thì Tuấn Anh cũng thi đấu với vai trò là tiền đạo, mặc dù tên Tuấn Anh thì làm tôi liên tưởng đến những tiền vệ nhiều hơn. Nhìn cái sơ yếu lý lịch, cái bộ sơ yếu lý lịch này của Tuấn Anh làm cho tôi thấy là ông này có vẻ khá giống tôi về khoản sở thích. Tôi cũng là một fan hâm mộ của Manchester United, của Alex Ferguson, và đặc biệt là tôi thích Wayne Rooney hơn là tôi thích Cristiano Ronaldo. Và chúng ta đang đến với đội hình mà các cầu thủ bên phía DIH Esports sử dụng. Subin sử dụng Begovic ở bên trong khung gỗ. Bộ tứ vệ gồm có Nuno Tavares, Van Dijk, Varane, Advíncula. Hàng tiền vệ gồm có Michael Ballack, Patrick Vieira. Phía trên là Gullit, cánh là Song Yeomin, Gareth Bale, cắm là Hernan Crespo. Như vậy chúng ta thấy bộ ba tam giác ở tuyến giữa đó là Patrick Vieira, một người sẽ đá quét và thu hồi bóng, một người có khả năng thu hồi bóng rất là tốt, cơ bắp tốt. Michael Ballack mềm mại ở tuyến giữa, một Gullit có khả năng sút xa. Có thể thấy rằng bộ ba tiền vệ này của các cầu thủ Subin là một ba tiền vệ đã có sự tính toán kỹ. Trong khi đó, sự bất ngờ mà 99 Ultimate mang đến cho chúng ta với Lê Danh Tuấn Anh. Anh ta ra sân với Areola trong khung gỗ. Bốn hậu vệ đó là Theo Hernandez, Van Dijk, Maldini và Mbappé. Cặp tiền vệ trung tâm
là Balak, Thomas Partey, ba tiền vệ chơi cao đó là Son Heung-min, Gullit và Neves, tất cả sẽ cùng hỗ trợ cho Ronaldo de Lima. Một cái đội hình giống hệt với lại đối phương của anh ta, giống về sơ đồ. Trong đội hình này thì các cầu thủ bên phía DIAT Esports họ sẽ chơi trang phục của Manchester United. Còn 99 sẽ mặc trang phục màu xanh của Scotland, của đội tuyển quốc gia Scotland. Đây là Hernan Crespo, một hình ảnh mà chúng ta thấy với những khán giả yêu mến bóng đá Ý, thì với những người đã xem bóng đá Ý từ rất lâu, khoảng tầm 10-20 năm, thì họ rất nhớ những hình ảnh của Hernan Crespo, một trong tiền đạo thì nói vô cùng sắc bén của bóng đá Argentina. Ở cái loạt đấu phân nhánh diễn ra vào ngày 29 tháng 1 vừa qua thì Subin cũng là người đã đầu bên phía DH Esports. Tuy nhiên bất ngờ trong đó thì Subin là để thua 0-1 trước Mèo Béo. Và ngày hôm nay cũng là lĩnh sướng tiên phong, thì không biết là Subin có thể lấy lại được phong độ của mình để giành chiến thắng trước một cái người chơi vẫn còn rất lạ lẫm với nhiều khán giả theo dõi FVC lần này, đó là Rice. Và đã có vẻ như có vấn đề về Rice. Và như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Ở hiệp đấu đầu tiên thì DH Esports sẽ ở bên tay trái màn này các bạn. Cho còn bên phía đối diện là các cầu thủ đến từ Bắc Ninh, đúng không ạ? Đội bóng đến từ Bắc Ninh. Ở Bắc Ninh là một thành phố nổi tiếng với những câu hò ca dao, quan họ. Quan họ, đúng không ạ? Người ơi, người ở đừng về. Rồi rất nhiều câu quan họ. Nhưng mà hôm nay là bên đội thì phải ca là người ơi, người hãy về đi để tôi ở lại. Chứ về là xong luôn. Chúng ta đến với diễn biến trận đấu này. Đội đang kiểm soát bóng đang là Rice. Trận đấu này không biết là anh Cảm có hy vọng vào một clear man thứ hai không? Tôi cũng rất hy vọng là chúng ta cũng sẽ kết thúc nhanh cái cặp đấu này trong 3 game giống như cái vào đấu trước. Tuy nhiên với những khán giả hâm mộ của cả Nathan Atomic và cả DH luôn, thì họ sẽ rất mong là xem có trận đấu 5 game để mà xem cho nó đã. Và tôi nghĩ là cũng sẽ không có một cái loạt clear man 3 trận trắng như là trận đấu trước đó đâu. Tại vì cặp đấu này có thể tôi nghĩ đây sẽ là một cái cuộc chiến dài hơi. Thomas Partey, Ronaldo de Lima, đường chuyền đã không vượt qua được đến hai hậu vệ áo đỏ. Nuno Tavares, Vieira, Balak, Son Heung-min, Advíncula. Vẫn là những đường chuyền vô cùng chắc chắn của Subin. Tuy nhiên vừa rồi thì Hernan Crespo đã để mất bóng. Mbappé không được rồi. Bóng về với lại Subin. Gareth Bale. Vẫn là Gareth Bale. Crespo vẫn đang là các cầu thủ bên phía DIA Esports. Crespo. Tôi nghĩ dứt điểm hợp lý hơn là đường chuyền vào bên trong cho Vieira. Hernandez, Ronaldo de Lima, Gullit. Gullit nó nhanh hơn ở trận đấu vừa rồi khi mà đồng đội của anh đã xuất phát rồi. Nuno Tavares vẫn đang là các cầu thủ DIA Esports đưa bóng ra biên. Gareth Bale, Gullit rất hay. Crespo và bàn thắng đã đến với DIAT Esports. Hernan Crespo, một pha xoay người dứt điểm rất cơ bản của tiền đạo người Argentina. Nhưng để làm được điều cơ bản này, bạn phải có một đẳng cấp không hề dễ dàng, đúng không ạ? Rất khó để có thể làm. Hernan Crespo đã quay lưng về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên tôi đang chờ một cái tình huống là đột phá hay là nhả về tuyến hai để cho Gareth Bale dứt điểm. Tuy nhiên Crespo quyết định tự mình solo luôn. Patie, một sự khởi đầu thì nó hoàn hảo dành cho đại diện đến từ DIH Esports, đặc biệt là Subin, đúng không ạ? Van Dijk, Hernandez, Son Heung-min, đây là Ruud Gullit, Advíncula, Balak. Rất điềm tĩnh. Đã có bàn thắng mở tỷ số rồi thì Subin có quyền chơi như thế này. Không việc gì phải vội với một sự khởi đầu có thể nói là vô cùng thuận lợi, đúng không ạ? Có thể việc mà để gạo thi đấu trong một cái trận cầu mang tính chất quyết định như thế này, nó cũng là một cái sự mạo hiểm. Đến từ 1990m. Đúng rồi, đến từ 1990m. Advíncula,
Son Heung-min. Nhưng mà không sao, đội thua ở trong cặp đấu này vẫn còn cơ hội để làm lại khi mà họ sẽ đối đầu với Nopenogen. Ronaldo de Lima, Thomas Partey. Rất nhanh Gullit. Ronaldo đã xuất phát, tuy nhiên đường chuyền không đủ cao để vượt qua được một cái cột đình như là Virgil van Dijk, vừa cao vừa khỏe. Rất khó đúng không ạ? Rất khó để vượt qua được trung vệ đang thi đấu trong màu áo của Liverpool. Advíncula. Son Heung-min lên bóng ở hành lang cánh phải. Hernán Crespo di chuyển khá rộng, đá khoảng trống Son Heung-min nhưng Việt vị không dám chuyền. Crespo vượt qua được Paolo Maldini, vẫn là tiền đạo Argentina. Tuy nhiên cái đường chuyền vào trong của Crespo lại sửa lưng Cristiano Ronaldo. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Subin, với một pha xoay người dứt điểm rất đẳng cấp của Hernán Crespo. Một lần nữa tại FVC lần này chúng ta thấy Hernán Crespo là một trong những tiền đạo rất được ưa chuộng và là tiền đạo hay nhất của giải đấu này được các người chơi sử dụng. Crespo không chỉ riêng của DH Esports mà của rất nhiều những đại diện khác đã ghi rất nhiều bàn thắng tại FVC lần này. Đội vô địch sẽ nhận được cúp vô địch FVC 2021, phần thưởng trị giá là 100 triệu đồng tiền mặt, nhưng hơn hết họ là sẽ là những gương mặt đại diện cho FIFA Online Việt Nam để mà mang hình ảnh của FIFA Việt Nam ra đến bạn bè quốc tế trong những giải đấu thế giới. Vâng, DH Esports có vẻ như là cái tên nó quá quen thuộc rồi với những khán giả yêu mến FIFA Online Việt Nam. Họ làm đội có thể nói là giải đấu nào cũng là cũng đi rất sâu, đi rất sâu. Chỉ có duy nhất một giải đấu mà gần đây nhất cấp quốc tế EACC đúng không ạ? Và DH Esports đã bị loại ngay từ vòng bảng. Câu chuyện buồn. Đó là một chuyện rất là buồn. Khi mà họ không có được điểm, họ thi đấu rất như là một nỗi thất vọng ở giải đấu đó. Nhưng không sao cả, họ đang bắt đầu lấy lại được phong độ ở FVNC năm nay. Có thể là họ sẽ mở màn năm 2021 với một danh hiệu thì chăng, đúng không ạ? Và nên nhớ rằng là DH Esports cũng đang là những nhà đương kim vô địch của FVNC. Thomas Partey, Balak, Gullit, Son Heung-min, Balak, Gullit, Theo Hernandez. Ở trong này chúng ta cũng sẽ được xem màn đối đầu của hai Son Heung-min. Son Heung-min đỏ và Son Heung-min xanh. Balak, Balak và Theo Hernandez. Balak rất nhanh, vẫn là tiền vệ người Đức. Balak vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên không vượt qua được Van Dijk. Gullit, Ronaldo de Lima không hề có được sự phản kháng đến từ đội hình của 99 Ultimate. Rice, bé gạo đang thi đấu bị lép vế hoàn toàn trước Subin. Một đường mở cánh dành cho Nuno Tavares. Gullit, Vieira, Gullit, dưới cánh có người đang mang lên, đó là Gareth Bale. Crespo, Gareth Bale, một đường chuyền quá khó dành cho Hernán Crespo, tuy nhiên nó vẫn đủ để giúp cho Paolo Maldini khó khăn trong tình huống giải nguy. Và sẽ có một quả phạt góc dành cho Subin. Subin cũng là một người có cái sở thích nó hơi conflict với nhau. Anh là fan của Liverpool, fan của Jurgen Klopp, nhưng lại yêu thích Cristiano Ronaldo. Rất là khá là conflict ạ. Thường là người ta thích Salah đúng không? Balak, Son Heung-min. Quá hay. Đã thoát được pressing. Không gian rộng hơn để xử lý bóng. Balak, Bale, không phải là chân thuận. Đập nhà quá hay, nhưng Gullit không thể tách người. Cơ hội phản công cho Rice. Không được. Quá dễ dàng để hóa giải. Ngay lập tức thì gạo cũng đã xin được tạm dừng trận đấu để đưa ra những sự thay đổi người cũng như là thay đổi chiến thuật nhằm cải thiện lối chơi ở những phút sắp tới, những phút còn lại rất ngắn ngủi. Điều bây giờ là Subin có cho Rai được cầm bóng để thay người hay không, hay là sẽ câu giờ đến phút 8x. Son Heung-min, Neves, Ronaldo de Lima. Không vượt qua được Van Dijk. Vẫn chưa có bóng chết để thay người. Patrick Vieira.
Tavares. Đường chuyền quá tệ của Tavares. Đó là một cái đường mở cánh dành cho Avincula. Tuy nhiên nó quá thiếu chính xác. Ngày hôm nay thì có vẻ như Subin đã lấy được phong độ của mình. Anh ta chơi bình tĩnh hơn. Subin cũng là một vận động viên rất trẻ tại giải đấu này. Anh ta sinh năm 2001. Chỉ là lớn hơn Quách Phú Thành có một tuổi mà thôi. Và mặc dù là thi đấu cho cái một cái câu lạc bộ của Hà Nội, tuy nhiên Subin đến từ là một cái người chơi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Có thể là cũng chơi người ta gọi là work from home chơi từ nhà đúng không ạ? Thi đấu từ nhà. Thành tích cá nhân thì Subin từng cùng với từng có được thành tích là vị trí thứ 3 của FPNC năm 2019. Tại giải đấu đó thì Subin không thuộc đội DIH Esports và anh chỉ bắt đầu đây một giải đầu tiên chơi cho câu lạc bộ DIH Esports mà thôi. Vào năm 2019 thì DIH Esports có thành tích đứng ở vị trí thứ 2 của FPNC và đến ở năm 2020 thì họ đã bước lên ngôi vị số 1 của giải đấu này. Ruth Golit. Thierry Henry. Henry. Vẫn là những pha đột phá phía cánh của Thierry Henry. Van Dijk. Thời gian đang trôi vào những phút cuối rồi và thậm chí là Rice không có bóng để mà cầm. Vieira. Avincula. Xong. Rice, đối với Rice này coi như là no. Và nói chung là chúng ta đã kết thúc được trận đấu đầu tiên trong cặp đấu này. Chiến thắng đã thuộc về Subin của DIH Esports và Rice, bé gạo, đã phải gặp thất bại. Đại diện của 99 Ultimate chỉ còn lại 2 người. Chúng ta thấy Subin đã làm tốt nhiệm vụ của mình ở trận đấu đầu tiên này. Một cái chiến thắng phải nói là tương đối rất nhẹ nhàng của Subin. Anh ta không tốn nhiều sức trước một cái đối thủ mà anh ta đã cầm bóng và tấn công quá vượt trội. Có khi nào, có lẽ nào? Không, khó. Một clear man ở đây đúng không? Nhưng mà khó để cái cặp đấu này có thể kết thúc trong 3 ván lắm. Bởi vì 99 Ultimate là một cái đội, mặc dù là cũng là một cái tên khá mới mẻ trong nền FIFA Online 4 Việt Nam, nhưng họ đã thi một cái phong độ rất cao tại giải đấu lần này. Thực ra trận đấu này cũng chưa phải là dấu chấm hết đâu. Họ vẫn đội thua ở cặp đấu này vẫn sẽ còn gặp No Pain No Gain ở trận bán kết cơ mà, để tìm kiếm một tấm vé thứ hai mà chơi trận chung kết. Người đứng ở vị trí thứ hai thi đấu cho 99 Ultimate đó là Shisui có tên thật. Shisui có tên thật là Đào Đức Dũng, biệt danh còn hay gọi là Tiểu Vermis, đúng không ạ? Vermis thì chúng ta đã quá quen thuộc cái tên đấy rồi. Một trong vận động viên số má của FIFA Live 4 Việt Nam, Đào Đức Dũng được đánh giá là Tiểu Vermis. Đây là vận động viên rất trẻ, sinh năm 2001, bằng tuổi với Subin, đúng không ạ? Đội chúng ta thấy Lee Harry đã đứng ngoài, chính xác đấy là Mesut. Shisui ở vòng đấu phân nhánh ngày 29 thì anh ta cũng là người chơi ở vị trí thứ 2. Sau khi mà Hachi thất bại trước BBC thì Shisui cũng đã có được cho mình liên tiếp 2 chiến thắng. Và cả 2 chiến thắng của Shisui đều đến từ loạt penalty. Xuất sắc đấy. Khó, rất khó ăn đấy. Tôi dự sẽ lối chơi phòng ngự chắc, kéo trận đấu vào sâu. Lúc này thì anh đang là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh. Quê quán của vận động viên này là Phật Tích Tiên Du Bắc Ninh. Trong ngày hôm nay thì tại thành phố Bắc Ninh cũng đã có một ca dương tính với Covid-19. Và chắc chắn những vận động viên của 99 Ultimate đang rất quyết tâm để có thể thi đấu, để mang đến niềm vui ít ỏi trong ngày này đến với vùng quê Bắc Ninh của họ. Những người con của Bắc Ninh, những người con của quan họ. Tôi thực sự, tôi là người Hà Nội và tôi rất nhiều lần đến với Bắc Ninh. Thực sự tôi cũng đến những ngày hội, khai hội của Bắc Ninh. Thì thực sự đúng là những
những câu quan họ Bắc Ninh nghe vào cảm giác nó rất là vào người, nghe nó rất là mềm mại, nghe nó rất là ưa thích ở những câu quan họ Bắc Ninh. Người ơi người ở đừng về đấy. Đối thủ của Subin đó là Đào Đức Dũng, cũng là một cái người chơi cùng thế hệ với anh ta, cũng là sinh năm 2001 luôn, hai vận động viên bằng tuổi với nhau. Làng quan họ quê tôi, tháng riêng mùa hát hội. Và Tết đang rất gần rồi, và giải đấu FVNC của chúng ta mọi năm thường đều đến những cái giải dịp Tết như thế này. Và chúng ta sẽ đây sẽ là giải đấu cuối cùng của FIFA Online 4 Việt Nam trước khi đến với Tết năm 2021. Và chúng ta đang tâm lý tinh thần lúc này của ai cũng đang rộn ràng Tết, đúng không ạ? Và chắc chắn khi nếu mà mang được chiếc cúp vô địch về với Bắc Ninh trong dịp Tết này, nó là một thành công vô cùng lớn với những vận động viên của 99 Ultimate. Crespo không được, suýt chút nữa nếu mà Hulit nhận bóng được tình huống vừa rồi và giả ngược thôi ấy, một cú đệm thôi rất có thể là có bàn thắng cho DIH Esports rồi. Ở trận đấu này thì DIH Esports vẫn đang khởi đầu với vị trí bên tay trái màn ảnh các bạn, và bên tay phải là các cầu thủ 99 Ultimate. Tôi là tôi có khả năng nhá, Subin sẽ thắng được ít nhất 2 trận. Theo tôi dự đoán Subin sẽ thắng được ít nhất 2 trận ở cặp đấu này. Còn ở trận đấu cuối thì chưa biết được. Nhưng khả năng là sẽ thắng được 2 trận. Và đây rồi. Một cú cứa lòng rất đẹp của Rugolid. Chúng ta cứ tưởng nào là bóng đã vào lưới rồi đó. Chính xác, chúng ta thấy Subin có pha xử lý ở tình huống này rất điềm tĩnh. Ban đập rồi sử dụng nhiều skill ở tình huống này. Nhưng pha dứt điểm của Rugolid là hơi cao một chút so với khung thành của đối phương mà thôi. Sisui đang nhập cuộc một cách hơi bị cóng thì phải. Tôi thấy hơi cóng. Anh đã có đường chuyền hỏng. Cutoa. Gullit. Patier. Cố gắng cầm bóng lâu hơn một chút để có thể lấy lại được sự bình tĩnh. Ginapri. Không thể vượt qua được Song Hyomin. Đưa bóng về. Gullit. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ginapri không dám tạt bóng ở thời điểm này. Đây không phải là bản beta hỗ trợ nhiều cho tình huống tạt cánh đánh đầu. Cố gắng đưa bóng vào trong. Nuno Tavares. Bale. Giữ bóng rất tốt. Vẫn đang là các cầu thủ của DIH Esports. Song Hyomin. Balak. Đây là Advíncula. Advíncula, Song Hyomin kiểm soát bóng rất dài. Gullit không được, bóng về với đội bóng áo xanh. Ronaldo, như vậy là Ronaldo Lima không thể tiếp cận được với quả bóng từ Cristiano Ronaldo. Bóng nhanh chóng về với Subin. Advíncula, Varane, Tavares, Bell, Crespo, Balak, Advíncula, Vieira. Pha lấy bóng rất hay của Sisui. Ginapri, phía cánh có người. Ronaldo, bên trong có ba chiếc áo xanh. Tuy nhiên không vượt qua được Advíncula. Một pha lấy bóng cực kỳ mạnh mẽ của Advíncula. Patrick Vieira. Balak. Tavares. Hiệp đấu đầu tiên đang trôi qua một cách hơi nhạt một chút, đúng không ạ? Chỉ có duy nhất một tình huống nguy hiểm được tạo ra đầu trận bởi các cầu thủ Subin, Ginapri, Patier, Song Hyomin. Cần phải có nhiều tình huống tấn công cháy hơn một chút. Mandini. Gullit. Song Hyomin. Song Hyomin đang thi đấu một cái vị trí khá thấp ở hàng tiền vệ của Sisui. Ronaldo de Lima cũng là một cú cứa bóng, tuy nhiên cú đá của Ronaldo đi quá lệch so với khung thành.
Tavares, Gareth Bale, Balak, Song Heung-min, Patrick Vieira. Đây là Tavares. Hiệp đấu đầu tiên sắp kết thúc và tỷ số vẫn đang là không đều. Một thế trận cân bằng, không có nhiều sự đột biến được tạo ra. Đá phạt nhanh. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Advíncula đường chuyền xẻ nách cho Song Heung-min. Đi bóng vào trong. Song Heung-min, Crespo chưa để dứt điểm. Crespo mùa icon và rất cố gắng để dứt điểm. Dứt điểm, dí sút, nút sút. Sẽ có 3 phút bù giờ. Và như vậy là hiệp đấu đầu tiên. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số hòa không đều. Vẫn là một thế trận vô cùng kín kẽ của cả hai huấn luyện viên. Những cái cơ hội nguy hiểm hơn nó thuộc về phía Subin. Subin vẫn luôn thể hiện bản lĩnh của một cái người chơi mà anh ta luôn rất chắc chắn trong từng cái khâu phối hợp cũng như là những cái mảng miếng tấn công của mình nó cũng rất sắc bén so với Sisui ở cái cuộc đối đầu này. Đúng rồi. Ít nhất là trong hiệp 1. Chính xác. À, trong giai đoạn đầu mới bước vào trận thì Sisui có vẻ nhập cuộc chậm hơn so với Subin. Và Subin cũng đã ngay lập tức tạo ra được những tình huống nguy hiểm trong khoảng thời gian đó. Nhưng dần dần thi đấu Sisui cũng đã lấy lại được cái sự điềm tĩnh của mình. Và một thế trận cân bằng đã được xuyên suốt 45 phút. Và chúng ta đang đến với 45 phút của hiệp đấu thứ hai. Patrick Vieira, Gareth Bale. Bên trong có Hernan Crespo. Đi bóng khá khéo. Có thể thấy Subin là một trong vận động viên có khả năng dây dắt bóng rất tốt. Rất giống với Miasta. Advíncula. Đây là Song Heung-min. Crespo chưa đứng vào đúng vị trí. Song Heung-min đưa bóng xuống đáy biển. Crespo chưa được. Vẫn chưa có bàn thắng cho DA Esports. Lại là Subin là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp đấu này. Không có lỗi của Gareth Bale. Khá giống với kịch bản hiệp đấu đầu tiên đúng không ạ? Subin là người mở bát. Patrick Vieira, Gullit. Hay, Crespo. Rất điềm tĩnh chờ đợi thêm người. Vẫn kịp. Son Heung-min. Vẫn là cầu thủ người Hàn Quốc rất khó chịu và cuối cùng người chiến thắng là Van Dijk. Van Dijk rất khỏe, rất to, rất khó để vượt qua Van Dijk, đặc biệt khi để cho hậu vệ này đã tì vào người rồi, khả năng mất bóng cao. Song Heung-min không phải là một con bài, con hàng có thể che chắn tốt khi phải đối đầu với Van Dijk. Nếu mà đó là Gullit thì có thể là dễ giữ bóng hơn. Balak không chuyển được cho Bale. Chúng ta thấy là các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ họ đã phòng ngự ngay từ khu vực phần sân của đối phương. Ngay từ tuyến 1 hay là tuyến 2 họ cũng đã vây ráp rất chặt chẽ rồi. Và chúng ta thấy Sisui không thể tài nào mà đưa quả bóng đến gần khung thành của Begovic được. Rất khó khăn. Advíncula. Vẫn là thế trận một chiều đến từ phía vận động viên của DH Esports. Kiểm soát thế trận rất tốt. Nếu mà không ghi bàn được, rất có thể DH Esports còn phải đối đầu với quả gậy ông đập lưng ông. Một đòn hồi mã thương. Trong bóng đá thì những cái đòn như vậy rất là đau. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, bị ăn quả phản công thì thực sự là rất cay cú đấy. Nếu mà để thua, Advíncula cần phải có bàn thắng sớm cho Subin để giúp cho DH Esports có được chiến thắng ở trận đấu bản lề này. Song Heung-min, Advíncula, phút thứ 75 rồi. Chưa để tạt bóng vào bên trong. Khả năng điều trỏ của Sisui cũng là khá nhanh. Cơ hội, đây rồi. Ồ. Không thể hiểu được tại sao không vào ở tình huống vừa rồi. Chúng ta đã chờ đợi một bàn thắng. Tôi thì đang chờ một cái tình huống xoay người dứt điểm giống của Hernan Crespo ở cái đúng cái trận đấu trước luôn. Nhưng mà lần này thậm chí là anh ta còn bình tĩnh hơn để mà chờ đợi Patrick Vieira. Đây là một cái tình huống dứt điểm còn dễ hơn rất nhiều so với cách mà Hernan Crespo ghi bàn ở trận đấu trước. Và cái khoảng cách nó cũng rất gần. Gần nữa mà. Sát với cầu môn. Nhưng mà Vieira, trời. Có một pha mà bóng mà đá vào còn dễ hơn đá ra ngoài. Rất đáng tiếc cho DA Esports. Tôi cá là team của anh chàng Sisui trong tình huống vừa rồi nữa. Cái thôi team à? Team của anh ta là lên thiên đàng đó. Đây, trời ơi, đó là do em chọn. Em chọn cái góc gần này là quá khó rồi. Đúng ra là phải sút bổng đúng không? Đúng rồi. Lực phải lên tầm nửa thanh là đẹp. Lực tầm nửa thanh là đẹp và tình huống đó. Thật là đáng tiếc. Cực sự đáng tiếc. Và Kylian Mbappe là sự thay đổi người bên phía DA Esports.
Chúng ta thấy trong đội hình của Đại Ai Sport họ pick được rất nhiều cái tên khủng khiếp đúng không ạ? Họ còn có Kevin De Bruyne mùa 20 TOTI, họ có Kylian Mbappe mùa 20 TOTS. Một lối chơi áp đảo hoàn toàn đối phương của Subin. Tuy nhiên anh vẫn đang gặp khó trong cái khâu cuối cùng, đó là dứt điểm. Đây, tiếp tục để mất bóng giữa sân. Subin phòng ngự rất tốt từ ngay khu vực giữa sân và đội bóng áo xanh không thể nào có một cái pha bóng mà tấn công phải nói là có nét về gần khung thành của đối phương được. Nếu mà không thể kết thúc được trận đấu này trong 90 phút và trong 30 phút hiệp phụ rồi để thất bại trên chấm điểm 1 mét, đó là kịch bản của Sisul mong muốn đó. Anh ta nên nhớ là trong ngày 29 như tôi đã nói thì anh ta đã đưa hai trận đấu vào đến loạt penalty và anh ta đều giành chiến thắng ở cả hai loạt penalty đó. Nếu mà thất bại như kiểu vậy thì thực sự là cay cay, quá cay với Subin đúng không ạ? Một vận động viên đang chơi rất tốt trong ngày hôm nay. Kylian Mbappe, Balak, Titi Henry. Đường chuyền hơi sửa lưng Vieira một chút. Phép là thế. Gullit, Balak. Những phút cuối cùng hiệp 2, nếu không lấy bóng được thì cũng không được được mất bóng ở khu vực này. Nuno Tavares di chuyển hay. Và Henry 2 phút bù giờ tận dụng hết cho đường tình huống tấn công này thôi. Không vượt qua được Son Heung-min. Henry đã đánh lừa được Kevin Mbappé. Tuy nhiên là Son Heung-min đã kịp lùi về đã bọc lót. Và như vậy chúng ta sẽ đến với khoảng thời gian hiệp phụ. Một cái trận đấu một chiều của Subin. Một chiều nhưng lại không thể kết thúc nó. Anh ta đã ở rất rất gần với bàn thắng rồi. Mbappé, Avincula. Đã có một thẻ vàng được dành cho Rodo de Lima bên phía của Sisui. Vieira. Pha lấy bóng rất hay của Thomas Partey. Son Heung-min, Mbappé, Partey, Ronaldo de Lima, Cristiano Ronaldo tiếp tục để mất bóng giữa sân. Không thể nào đưa bóng được quá vạch giữa sân để đến với khung thành của Asmir Begovic bên phía Subin cả. Quá khó cho đội bóng áo xanh. Tôi nhìn họ phối hợp tới giữa sân mà tôi thấy họ bất lực luôn. Van Dijk, đây lại mất bóng. Không thể nào qua được vạch giữa sân được. Balak. Phải nói là bóng của Sisu đang chống đỡ trong sự bất lực. Tavares, Ronaldo. Bây giờ có lẽ Sisu chỉ chờ đợi Subin sơ hở và để mà phản công nhanh thôi. Hoặc là cố gắng đưa vào trận chung được, đưa vào penalty. Đây, cơ hội phản công đây rồi. Làm được gì? Không thể vượt qua được. Quá khó, không thể qua được giữa sân. Nhưng phòng ngự thì cũng vẫn rất hay đấy chứ, đúng không ạ? Sisu vẫn chơi phòng ngự rất hay. Chỉ có điều là cái khâu đưa bóng lên trên của anh ta đang rõ ràng là gặp vấn đề. Nhưng thực sự anh cũng không muốn đưa bóng lên. Có thể là Sisu còn không muốn đưa bóng lên cơ, đúng không ạ? Đó. Đấy. Cố gắng đưa ra biên, khả năng đưa bóng ra biên là cách tốt nhất. Và chỉ cần một cú húc nhẹ của Avincula, bóng đã ra khỏi biên. Subin đang cố gắng tận dụng hết những gì mà mình có. Bởi vì anh ta cũng chẳng thích loạt penalty với lại Sisu một chút nào. Nếu bây giờ không thể giải quyết được trận đấu và đi vào penalty, tôi nghĩ người gặp áp lực tâm lý sợ đó là Subin chứ không phải là Sisu. Đúng. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà và phải tìm kiếm chiến thắng trên chấm 11m. Đó là một áp lực vô cùng lớn. Trong cái thế trận như thế này thì chúng ta thấy rất bất ngờ đó là Sisu đã rút một tiền đạo đó là Ronaldo de Lima để thay bằng một tiền vệ đó là Balak. Có lẽ anh ta đang muốn cố gắng níu kéo cái trận đấu này. Mbappe. Hiệp phụ đầu tiên đã khép lại. Chúng ta đến với hiệp phụ thứ hai. Rodo, Patier, Mbappé, Sơn. Đập nhà khá nhịp nhàng. Hena Scrapo, Rodo, Nedved. Tình huống tấn công có thể nói gần khung thành nhất của Sisui. Đấy rồi! Đó là bàn thắng của Sisui. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì mà chúng ta đã nhận định cũng như là suốt cả thế trận đấu này. Đây là quy luật của bóng đá. Một quy luật quá nghiệt ngã mà Subin phải chấp nhận nó. Đúng là như vậy. Gậy ông đập lưng ông thôi. Nói chung là đúng là một quy luật quá nghiệt ngã đến từ bóng đá. Đặc biệt là trong trận đấu này chúng ta thấy Subin anh có quá nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu này sớm trong 90 phút. Nhưng lại không thể thực hiện nó.
rồi sau đó là đến hiệp phụ và vừa bị đối phương dẫn trước một bàn. Và anh còn nhớ không là đội bóng áo xanh đó, thậm chí là không đưa không được bóng được, không đưa được bóng qua nổi vạch giữa sân. Tuy nhiên vừa rồi là một cái tình huống hiếm hoi mà họ đưa bóng được đến gần khung thành của Begovic, và rồi chỉ cần như đó là đủ với Hernan Crespo. Henry giờ thì Subin mới phải là người bám đuổi. Vẫn còn Gullit rất hay. Mbappe, tại sao Gullit không dứt điểm luôn? Quá rườm rà, không cần thiết. Hãy nhìn đồng hồ, hãy nhìn đồng hồ. Lẽ ra Gullit nên dứt điểm luôn trong huống vừa rồi, thay vì truyền hẳn cho Mbappe nữa. Và chính cú đá của Mbappe đã bị bắt bài. Cắt bóng thành công. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ronaldo de Lima, cơ hội vẫn còn cho Subin. Gullit, đơn giản thôi, đơn giản thôi. Không, xong. Và thế là hết. Và thế là hết. Đúng không ạ? Chúng ta làm tôi nhớ đến một bài hát. Và thế là hết. Chiến thắng thuộc về các cầu thủ của 99 Ultimate. Một chiến thắng thực sự bể lật kèo. Một chiến thắng lật kèo quá xuất sắc dành cho Ultimate. Quá đáng tiếc cho Subin. Là Subin cũng phải tự trách mình ở cái trận thua này. Và có lẽ là đến lúc này thì anh ta lại càng ân hận hơn với cái cú sút vừa rồi của Patrick Vieira. Quá đáng tiếc. Đúng là bóng đá đúng không ạ? Bánh bóng không thể là nói trước được gì. Đều là nó có thể là một cú trượt ngã mà không ai ngờ tới. Và chắc chắn ở phía sau. Và tôi dám cáo với các bạn là trong cái highlight này nè, là chỉ có đúng cái bàn thắng là của về Sisu thôi, chứ còn hầu như những cái pha mà bóng mà nguy hiểm nhất nó đều thuộc về Subin. Đây, cái cú cứa lòng ra ngoài của Ronaldo de Lima đó là một những cú sút hiếm hoi của Sisu, còn toàn bộ đây. Đây là pha dứt điểm đầu. Đây Patrick Vieira, đây. Đây. Góc gần đó là do em chọn. Và đây, Hernan Crespo với bàn thắng định mệnh. Và chỉ cần vậy là đủ. Với Crespo, vậy là quá đủ. Một chiến thắng mà chắc chắn Sisui phải thở phào nhẹ nhõm. Và Subin khó ơn. Subin khó có thể nuốt trôi cái thất bại này. Mesut sẽ là người đối đầu với Sisui ở trận đấu tiếp theo. Đây là một cặp đấu mà thực sự đúng là Maestro đưa Subin thi đấu đầu tiên không phải là một cái gì đó thử nghiệm đâu, mà đã có tính toán của DEA Esports đấy. Subin lẽ ra có thể đánh thắng được hai vận động viên của 99 Ultimate. Chúng ta thấy một sự vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp giữa Sisui và Subin, nhưng mà may mắn mỉm cười với Sisui thôi mà thôi. Bên góc trái màn ảnh các bạn lúc này đang là code, và hãy nhanh tay nhập đoạn code này để nhận những phần quà hấp dẫn đến từ FIFA Live 4 Việt Nam và Garena Việt Nam các bạn nhé. Và người chơi tiếp theo bên phía DH Esports lúc này sẽ là Mesut. Và đội viên sinh năm 1997, một gương mặt cũng đã quá quen thuộc với các người chơi FIFA Live 4 tại Việt Nam rồi, Trần Minh Quang. Và đối đầu với anh vẫn sẽ là Tiểu Vermis Đào Đức Dũng, chàng sinh viên năm 2 của trường cao đẳng cơ điện xây dựng Bắc Ninh, đã thể hiện một cái trận đấu quá bất ngờ. Anh ta đưa lưng của mình ra để mà chịu liên tục những cái cú đấm của Subin. Và anh ta chỉ cần một phát ăn ngay, một đòn hồi mã thương. Ta thấy các vận động viên của DEA Esports có một mái tóc rất bóng mượt, đúng không ạ? Họ đang chuẩn. Ai cũng đã rất chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi. Một sự tự tin, rất quyết tâm để có thể bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch FVNC của mình. Nhưng để bảo vệ được chiếc cúp đó không hề dễ một chút nào, khi mà cái con đường của họ đang vô cùng gian nan. Không được trải thảm đỏ đúng không ạ? Vẫn phải có những gai rất gai góc để đi đến được ngôi vị số 1 ở giải đấu năm nay. DH Esports vẫn sẽ thi đấu trong bộ trang phục màu đỏ của Man United và màu áo xanh của đội tuyển quốc gia Scotland sẽ là Sisui. Lúc này mỗi bên chỉ còn lại hai người, và đây là một cái trận đấu bản lề ở cái cặp đấu này, khi mà sẽ có một bên chia tay với một thành viên nữa của mình, và lúc đó một đội sẽ rơi vào tình thế là 1-2. Mesut phải thật sự tỉnh táo hơn so với Subin trong những cái tình huống quyết định, những cái tình huống dứt điểm, để có thể hạ gục đối phương càng nhanh càng tốt. Cái sự hiệu quả trong cái khâu dứt điểm nó luôn phải được đặt lên hàng đầu, chứ không phải là những cái đường đang bóng
Hoa Mỹ trước đó, cái kết quả cuối cùng nó mới thực sự quan trọng chứ không phải là cái quá trình. Và đó cũng là cái mà Đào Đức Dũng đã chứng minh cho chúng ta trong cái trận đấu trước đó. Bây giờ thì đối mặt với Sisu sẽ là một vận động viên nặng ký hơn rất nhiều Mesut. Một cặp đấu rất chênh lệch, tuy nhiên trận bóng đá không thể nói trước điều gì. Tiểu Vermis là những người giao bóng đầu tiên. Theo Hernandez, Ginabri vẫn đang là Theo, Kulit, Patie, Song Heung-min, Mbappé không vượt qua được Nodal Lima, bóng trở lại với Mesut, không việc gì phải vội, rất điềm tĩnh để tấn công. Bale, Subin sau trận đấu đầu tiên đã bắt đầu quen tay hơn để bước ngay lập tức vào trận đấu thứ hai với Sisui, nên chúng ta thấy sự chủ động trong lối chơi của Subin. Bây giờ là trận đấu đầu tiên của Mesut, anh chắc chắn sẽ phải mất khoảng tầm 20 phút in game để có thể bắt nhịp được với trận đấu. Theo tôi là như vậy. Rijkaard, Ronaldo. Rijkaard là sự thay đổi người khác biệt giữa Mesut cùng với Subin. Subin không sử dụng Rijkaard. Advíncula. Rijkaard vẫn là các cầu thủ của Mesut là người kiểm soát bóng. Advíncula vẫn là những đường chuyền loanh quanh bên ngoài vòng 16m50, chưa thể đưa bóng vào trong. Hàng phòng ngự của Sisui đang chơi hay, phần bổ bắt người hợp lý, không có bất cứ một con trỏ nào được rảnh rỗi cả. Rijkaard, những cú xoay người để thoát đi sự đeo bám của đối phương. Gullit, vẫn là Gullit, cơ hội hơi sâu. Đường chuyền mà Cristiano Ronaldo đã không thể chạy chéo để bắt ngựa, bắt kịp đường chuyền để dứt điểm ngay trong một chạm. Thủ thành bên phía Sisui đã chơi tập trung. Ronaldo, Gullit ở giữa sân, tiếp tục sẽ là màn đối đầu giữa hai Gullit, Gullit xanh và Gullit đỏ. Rất hay pha qua người của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên ngay sau đó thì anh không vượt qua được Advíncula. Một pha ngăn chặn rất mạnh mẽ của Advíncula. Gullit có cảm giác như Ronaldo lao vào Advíncula vừa rồi, như là chúng ta lao vào một bức tường vậy. Gareth Bale, Ronaldo, Advíncula, Rijkaard. Việc có sự góp mặt của Frank Rijkaard nó đã giúp cho tuyến giữa của Mesut, của DH Esports nó thanh thoát hơn rất nhiều. Ronaldo không qua được Van Dijk. Gullit, vẫn là Gullit. Đây là Gareth Bale, không qua được Kevin Mbappé. Một pha bắt bài rất hay của cầu thủ người Thụy Sĩ Son Heung-min. Ronaldo de Lima, Gullit, Theo, Ginabri, Thomas Partey, Gullit, Hernandez, Ginabri. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội bóng áo xanh. Advíncula vẫn là một chốt chặn cực kỳ đáng tin cậy, là hàng hậu vệ của DH Esports, và thậm chí đây còn một thủ có mức lương thấp. Patie, Song Heung-min không thể vượt qua được. Hiệp 1 đang trôi qua khá nhanh. Đây đã là phút thứ 43 trong game. Gullit chưa có bàn thắng nào được ghi. Mesut cũng không thể hiện được sự vượt trội hơn hẳn so với đối phương. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi bàn thắng xuất hiện ở hiệp đấu thứ hai. Rijkaard, Ronaldo, Son Heung-min. Đây là Advíncula. Son Heung-min đã có khoảng trống. Không được. Những khoảng trống cũng đã được các cầu thủ bên phía Sisui
lấp đi rất nhanh. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng trong hiệp đấu đầu tiên. Có tận dụng được hay không đây? Gareth Bale. Mesut đang rất chắc chiu. Chiến thuật cột xa. Bale tạt bóng. Rijkaard. Nếu đó là bản meta trước thì khả năng bàn thắng sẽ đến cao hơn, đúng không ạ? Đây là bản meta mà những pha tạt cánh đầu rất khó để có thể ghi bàn. Một cái trận đấu vô cùng giằng co của hai bên. Và dĩ nhiên là nó khép lại với tỷ số không đều. Gareth Bale. Hiệp 2 bắt đầu với lại Mesut là người cầm bóng trước. Rijkaard và Ivan Kula là hai cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội hình của Mesut trong hiệp 1. Gullit. Hiệp 1 là hiệp đấu mà những tiền đạo của cả hai bên vẫn chưa cho thấy được khả năng săn bàn của mình. Một hiệp đấu tương đối im lặng của hai hàng tiền đạo. Ronaldo de Lima. Rijkaard. Vẫn là Rijkaard. Rất hay. Gullit. Gareth Bale. Đây là Gullit. Tavares. Rijkaard. Evicula. Cơ hội Song Heung-min chưa thể căng ngang. Đưa bóng xuống đáy biên. Khó lắm. Rất khó. Thậm chí là còn không có một quả phạt góc cho Mesut. Có thể Sisui tấn công không hay, nhưng phòng ngự phải dành lời khen cho Sisui. Phòng ngự rất chắc chắn. Cự ly đội hình cùng với đó khả năng bò sát vòng cấm của Sisui không cho Mesut tìm ra được khẽ hở. Mesut vừa chuyển đội hình của mình sang phản công rồi. Biết đâu. Không, đó là Sisui. Sisui vừa chuyển cái chế độ của mình sang chế độ phản công. Biết đâu Sisui sẽ có thể clear sao? Đúng không? Chúng ta chưa biết được, đúng không ạ? Khó lắm, bởi vì bên phía DH Esports vẫn còn trùm cuối Maestro, người đang dẫn đầu server FIFA 24 Việt Nam. Top 1 ranking, đúng không ạ? Gareth Bale. Rijkaard. Tavares. Gullit. Edwin Kula. Nuno Tavares. Ronaldo. Khá điềm tĩnh. Bên trong có người. Một đường chuyển xa. Son Heung-min. Quá khó cho tiền đạo người Hàn Quốc có thể làm nên chuyện với một cái cú đá kiểu như vừa rồi và ở một cái cự ly như vừa rồi. Và chúng ta nhìn kỹ, đó là pha dứt điểm ở chân trái, không phải chân thuận của Son Heung-min. Thật sự cái ý tưởng đó là hay, cái ý tưởng mà một tiền đạo áo đỏ đang di chuyển để đánh lừa chúng ta. Và ngay lập tức Mesut thực hiện một thẳng một cái đường chuyền dài ra cắm cho Son Heung-min để đánh lừa tất cả. Tuy nhiên cái cú dứt điểm sau đó của Son Heung-min là quá vội vàng. Mà đó không phải là một góc sút có cái chân thuận của Son Heung-min nữa. Sisui như thường lệ vẫn là một cái người chơi hệ phòng ngự, người chơi hệ phòng ngự phản công rất hay. Anh ta vẫn đang giữ sạch lưới của mình. Song Heung-min. Đúng rồi, tấn công không cần hay. Mất bóng liên tục. Sisui là cái người chơi mà để thủng lưới ít nhất luôn bên phía đội hình của 99 Ultimate đến thời điểm này. Không, phối hợp không thành công như Paolo Maldini và Kevin Mbappé. Phép lợi thế, Hernan Crespo. Tavares, Gullit, Rijkaard. Rijkaard khá nhịp nhàng. Edwin Kula. Gullit, Rijkaard. Ấn trỏ X rất nhanh. Sisui điều trò tốt để bắt 2-2 ở tình huống này. Gullit chọc khe. Tốc độ của Crespo Moicken. Không thắng được Paolo Maldini. Mbappé. Ronaldo. Đường chọc khe bóng dành cho Hernan Crespo. Crespo đối mặt không được, không qua được Varane. Thậm chí là theo sát với Varane còn có một đồng đội nữa để mà giúp cho Hernan Crespo bị hạn chế tối đa cái pha bứt tốc của mình. Edwin Kula. Gullit.
chuyển sang 7 việt vị rồi. Rijkaard, Gullit, Bell. Với chế độ 7 việt vị này thì đội hình bên phía của Shisui sẽ dâng hàng phòng ngự lên cao. Vẫn rất chắc chắn ở khâu phòng ngự. Đó là những gì mà Shisui đã thể hiện. Một chuyên gia phòng ngự ở giải đấu lần này. Chúng ta sẽ phải đến với hiệp phụ rồi. Không, cơ hội đây rồi. Từ trên trời rơi xuống và Hena Scrapple. Một pha phá bẫy việt vị rất đẳng cấp của tiền đạo người Argentina. Cứ tưởng đâu đó là một pha bóng việt vị của Hernan Crespo, bởi vì cái khả năng phá bẫy của anh ta quá kinh dị. Một cái cú nhấp người cứ khiến cho toàn bộ hàng phòng ngự áo xanh lớ ngớ. Và cứ tưởng đâu là Hernan Crespo đã việt vị rồi. Đó cũng là cái thời điểm mà như thế này tôi vừa nói là Shisui chuyển sang cái chế độ chơi là 7 việt vị. Và đây chính là con dao hai lưỡi của 7 việt vị. Và nói chung là đây đúng là thời điểm mà chúng ta không ngờ tới để có được chiến thắng cho DI Esports phải không ạ? Và như vậy là đây tôi khẳng định luôn là chiến thắng đã đến với Mesut rồi. Thời gian trận đấu đã bước vào hiệp phụ. Shisui hơi vội vàng khi mà chuyển cái chế độ 7 việt vị, nó ở một cái thời điểm như thế này nó quá nhạy cảm. Đáng lẽ ra anh ta đang chơi phòng ngự kiểu co cụm ở phần sân nhà và đánh chặn từ xa, và nó đang hoạt động với một cái cơ chế rất tốt. Và đột nhiên thì Shisui quyết định chuyển sang chế độ 7 việt vị để mà dâng cao hàng phòng ngự hơn, khi mà nhận thấy là Mesut có những cái đường chuyền dài và vượt tuyến. Và cuối cùng thì 7 việt vị của anh ta đã sập không đúng lúc, và cái giá phải trả đó là một trận thua. Vâng, và chúng tôi cũng vừa thấy Mesut bật chế độ đổ bê tông. Và cuối cùng thì chiến thắng ở cặp đấu này đã thuộc về Mesut. Đúng là chết đuối phút cuối. Rất đáng tiếc cho Shisui. Đúng, Shisui đã khiến cho Subin phải chết đuối phút cuối, và giờ đây anh phải nếm trải cái vị đắng này. Cái vị đắng này. Và chiến thắng đã thuộc về Mesut của DA Esports. Như vậy là 99 Ultimate chỉ còn lại một đại diện nữa mà thôi. Một cái bàn thắng từ trên trời rơi xuống với lại Mesut và Hernan Crespo. Và mới một cái tiền đạo đẳng cấp như là Hernan Crespo thì rất khó để ra ngoài. Rất khó để ra ngoài, không như Patrick Vieira trước đó của Subin. Lẽ ra mọi thứ còn đã được kết thúc từ sớm hơn rồi đúng không ạ? Đây là một cái trận đấu mà cả hai đều giằng co cực kỳ khó chịu ở khu vực giữa sân. Chúng ta thấy những cái cú dứt điểm ở cái cặp đấu này đó là một cái điều gì đó hiếm có, gần như là không có luôn. Và chỉ với một sơ hở đến từ cái tinh chỉnh của đối phương thì Mesut đã tận dụng rất tốt. Và đây là một cái trận thua mà đó là Shisui phải tự trách bản thân mình vì cái quyết định đó. Và anh cũng đã cảm nhận được cái cảm giác là thua phút chót là nó cay như thế nào. Và người sẽ ra sân ở vị trí tiếp theo đó là Captain Anh bên phía 99 Ultimate. Đây là vận động viên sinh năm 1986, có thể nói là vận động viên nhiều tuổi đúng không ạ? Đang là cán bộ công chức nhà nước. Anh đến từ thành phố Bắc Ninh. Đội bóng ưa thích là Manchester United. Huấn luyện viên ưa thích là Jose Mourinho. Sau đó là cầu thủ ưa thích lại là Alessandro Del Piero, một người đã được gọi là huyền thoại của Juventus đúng không ạ? Nhưng mà khi thi đấu bóng đá ngoài đời thì Captain Anh lại chơi ở vị trí hậu vệ. Hiện tại trong ranking F4 hiện nay thì Captain Anh đang ở mức siêu sao. Thất bại của đối đầu này nó vẫn chưa hẳn là chấm dứt đối với 99 Ultimate. Họ vẫn sẽ có cơ hội để góp mặt ở trận đấu chung kết nếu như đánh bại được No Pain No Gain. Bây giờ thì áp lực sẽ được đè rất lớn lên vai của Captain Anh, khi mà trước mặt anh sẽ là hai người chơi vô cùng gạo cội của FIFA Online 4 Việt Nam. Đó là Mesut và còn có cả Maestro nữa. Có thể cái việc mà 99 Ultimate buông luôn cái cặp đấu này với lại DH Esports để mà dồn sức cho cái cuộc đối đầu với No Pain No Gain cũng có thể cũng là một cái phương án để mà họ nên tính tới. Bởi vì trước một cái đối thủ vượt trội hơn như là DH, kinh nghiệm cũng nhiều hơn và họ đang dần lấy được phong độ của mình ở cái khúc cua của giải đấu, thì có thể là một cái sự buông nhẹ ở cái cặp đấu này để mà dồn sức cho cái cuộc chiến với No Pain No Gain ở nhánh dưới nó sẽ dễ dàng hơn cho đại diện của Bắc Ninh. Nói chung là khi đã đi đến vòng đấu này thì cũng đã có tiền mang về rồi, với ít nhất là cũng được cái giải đấu hạng 3 đúng không ạ? Nên là mình không việc gì phải tội đúng không ạ?
tránh voi nào xấu mặt nào đâu. Chúng ta chuyển giữ sức và xuống chơi ở một cái nhánh dưới, mà ở phía dưới đang có No Pain No Gain. Họ cũng đã quan sát chúng ta nhiều ở trận đấu này rồi. Chắc chắn No Pain No Gain đang ngồi và quan sát đối thủ rồi. Và 99 Antinet cũng có thể nghĩ đến vấn đề này, vấn đề phương án này. Đây, chúng ta nhìn đội hình mà hai đội sử dụng ở trận đấu ngày hôm nay. Màu áo thì không thay đổi, tuy nhiên chúng ta hãy cùng chờ xem đã có những sự thay đổi về mặt nhân sự cũng như chiến thuật bên phía của Nathan Thomas với người chơi CTA Cup Tuấn Anh. Chàng trai dày dặn kinh nghiệm và đặc biệt là tinh thần chắc chắn rất vững rồi. Với cái số tuổi sinh năm 1986 này, anh cũng đã trải qua chắc chắn là kinh nghiệm cuộc sống của Cup Tuấn Anh cũng là rất là nhiều. Và kể cả khi bước vào trong cái giai đoạn khó khăn như thế này ở giải đấu hôm nay thì chắc chắn Cup Tuấn Anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần rất lớn dành cho những người đồng đội trẻ tuổi của mình. Dĩ nhiên là như vậy, bởi vì ở trong cái trận đấu phân nhánh ngày 29 tháng 1 thì Cup Tuấn Anh là chính là người hùng của 99 Ultimate khi mà anh đã có được chiến thắng 1-0 trước Helix của Alpha X để mà giúp cho đội tuyển của mình góp mặt ở cái trận đấu này với DH. Và cơ hội lên bóng đầu tiên đang thuộc về phía Cup Tuấn Anh. Mbappé, Balak, cú đá từ rất xa của Cup Tuấn Anh, tuy nhiên nó không đủ khó để đánh bại được Begovic. Khá bình tĩnh để lên bóng. Mesut là một trong vận động viên có lối chơi điềm tĩnh vô cùng. Đằng sau còn có của Maestro đang ngồi ngoài nữa thì chắc chắn là tinh thần thoải mái để chơi trận này rồi. Không việc gì phải vội, tấm vé vào trận chung kết đang rất gần với DA Esports. Song Hyo-min, Advicula đang di chuyển. Rijkaard, Bruno de Lima, Song Hyo-min bên phải của Advicula đưa bóng vào giữa. Ronaldo, đây là Cristiano Ronaldo chờ đợi đồng đội băng lên, đập nhả AB với Bale. Ronaldo de Lima chuyền lại đi, không chuyền lại, cố gắng đi thêm một nhịp nữa rất khó. Khoảng trống và phạm vi xử lý bóng của tình huống vừa rồi đã hẹp rồi. Vẫn còn Ronaldo Lima, dĩ nhiên là không thể nào bỏ lỡ trong một cơ hội như thế này. Mesut đang khởi đầu trận đấu một cách vô cùng thuận lợi. Anh đã có được một trận thi đấu rồi nên là bước vào trận đấu này sẽ nhập cuộc nhanh hơn đối phương, đó điều chắc chắn. Và ngay lập tức bàn thắng đã đến với các cầu thủ DH Esports và Mesut. Không ai theo kèm Ronaldo Lima. Bên phía Cup Tuấn Anh đã không kịp điều trò để có thể áp sát được Ronaldo Lima. Lỗi trong tình huống vừa rồi thuộc về trung vệ Varane. Anh đã bỏ quên Ronaldo Lima. Và với những cầu thủ như Ronaldo Lima chúng ta không nên bỏ quên. Thậm chí nếu mà chúng ta tập trung mà đối đầu với anh ta chúng ta còn thua nữa. Chứ đừng nói về việc mà bỏ quên Ronaldo. Balak, Gnabry, có câu trả lời nào đến từ Cup Tuấn Anh hay không? Gnabry rất khéo, vẫn là cầu thủ người Đức. Tuy nhiên pha xử lý sau đó lại quá luống cuống, đưa bóng thẳng vào chân của Van Dijk. Phản công. Lần này thì Varane đã tỉnh táo trong pha đối đầu với Ronaldo. Và sau đó là cú dứt điểm của Ronaldo xanh bên phía của Cup Tuấn Anh. Ronaldo xanh mà và đeo găng tay vàng. Đúng không ạ? Các cầu thủ bên phía Nathaniel Antimate ở trận đấu này đều sử dụng găng tay vàng và giày vàng rất đồng bộ. Đó cũng là những cái điểm thay đổi mới lạ của cái bản update này. Đây rồi, găng tay vàng đã mang lại may mắn cho Ronaldo de Lima. Nếu như Ronaldo đỏ vừa lên tiếng thì Ronaldo xanh cũng ngay lập tức có câu trả lời. Đây là điều khác biệt giữa những cầu thủ trẻ, những vận động viên trẻ và những vận động viên có kinh nghiệm trong cuộc sống, đúng không ạ? Bị dẫn bàn sớm nhưng Cup Tuấn Anh không hề dễ dàng buông lời. Anh vẫn có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Xin lỗi bạn, bàn thắng quân bằng tỷ số. Nhìn cái hình ảnh Ronaldo de Lima vỗ tay vừa rồi là đúng nghĩa luôn, bàn tay vàng trong làng đệm bóng luôn. Anh ta chờ sẵn ở cục 2. Đó là sự nhạy cảm, rất biết vị trí để có thể ghi bàn. Tavares. Giờ đến lượt Ronaldo đỏ. Son Heung-min. Vẫn là cầu thủ người Hàn Quốc. Rijkaard. Đã có lỗi của Balak.
sẽ là một tình huống đá phạt khá nguy hiểm. Tuy nhiên đó là một tình huống đá phạt nhanh. Ruud Gullit rất nguy hiểm, cú cứa lông của Ruud Gullit đã đi bóng đi chệch cột dọc. Đây sẽ là một cuộc đối đầu vô cùng thú vị giữa cả hai Ronaldo de Lima. Varane, Partey, Balak, Gullit, Gnabry. Phía cánh của Gnabry đang tỏ ra vô cùng cơ động với sự khéo léo cũng như tốc độ đến từ cầu thủ của câu lạc bộ Bayern Munich. Gnabry, mùa giải vừa qua cũng là một cái mùa giải đại thành công của Gnabry trong màu áo của Bayern Munich đúng không ạ? Hùng sáng sư Bavaria. Và cũng nhờ thành đấy, Ronaldo xanh suýt chút nữa anh đã hoàn tất được cú đúp của mình. Bất ngờ lúc này CTA đang dần lấy lại được thế trận và chơi nổi bật hơn Mesut. Cặp tôi đang cho thấy mình là người Mesut hơn là Mesut. Anh ta sút nhiều hơn đối thủ của mình. Mesut thì cần phải chắt chiu đến tận gôn mới sút cơ. Varane, Van Dijk, Nuno Tavares, Advíncula. Rijkaard, Gullit. Sau trận đấu này chúng tôi sẽ mang đến quý vị các bạn cuộc đối đầu ở trận bán kết giữa No Pain No Gain và một trong hai đại diện DH Esports hoặc 99 Ultimate đội để thua ở cặp đấu này. Trận chung kết sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm nay. Đây rồi, Gullit, Gullit, Ronaldo, San. Không bỏ cuộc, đó là từ không có trong từ điển của Cap Tuấn Anh. Mặc kệ đó là Mesut hay có là Maestro, sau này đi chăng nữa thì Cap Tuấn Anh vẫn là Cap Tuấn Anh. Vâng, rất có thể chúng ta sẽ phải thi đấu, sẽ được xem 5 trận đấu trong cặp đấu này. Maestro sẽ phải ra trận, sẽ phải ra trận. Cú đúp của Ronaldo San. Cap Tuấn Anh đang thể hiện một tinh thần quá xuất sắc. Song Heung-min. Cứ tưởng đâu là một trận đấu trên cơ nữa của Mesut. Và các thành viên của Nathan Antimate cũng sẽ dồn sức cho trận đấu với No Pain No Gain. Tuy nhiên Cap Tuấn Anh cho thấy vì sao anh là người chơi gạo cội nhất bên phía đội hình của câu lạc bộ đến từ Bắc Ninh. Một màn ngược dòng ngoạn mục của Cap Tuấn Anh đến thời điểm này. Một phong độ quá ấn tượng của Ronaldo de Lima. Hai tình huống đệm bóng ở cục 2. Chúng ta đang thấy vẻ mặt vô cùng áp lực của Mesut. Mặc dù không thấy vẻ mặt, chỉ nhìn qua đôi mắt thôi. Nhưng mà cũng đủ biết là đang căng thẳng tột độ. Ra đến với diễn biến hiệp đấu thứ hai, thời gian vẫn còn dài cho Mesut. Với tài năng của Mesut thì tôi vẫn tin tưởng vào anh có thể sớm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đây rồi, đây là cơ hội dành cho Mesut. Ronaldo vẫn là cầu thủ người Bồ Đào Nha. Rijkaard, Gullit đã bị bò hết góc, không có khe để chuyền. Toàn bộ hai người áo xanh đã lui về. Một chiếc xe bus 2 tầng đang được dựng lên trước khung thành của Thibaut Courtois. Gareth Bale, Son đã qua được Mbappé rồi. Nhưng vẫn còn cơ hội. Đây rồi. May mắn, đây là một bàn thắng may mắn của Mesut khi mà cú đá trước đó của Son Heung-min bóng bật vào chân của một cầu thủ áo xanh. Nhưng vô tình, à không, chính xác là nó bật vào thẳng chân của Son Heung-min luôn. Cú đá của Ronaldo bật thẳng vào chân của Son Heung-min luôn. Và nó vô tình trở thành một cái đường kiến tạo để cho tiền đạo người Hàn Quốc cân bằng tỷ số hòa 2-2. Cũng có một chút may mắn đúng không ạ? Nói chung là câu đã thương thì muốn làm người thường cũng khó. chứ nếu mà cái tình huống đó mà bóng không có chạm vào Son Heung-min thì nó đã nằm gọn trong tay của Thibaut Courtois rồi. Bởi vì đó là một cái cú sút chìm và nó đi thẳng vào giữa khung thành. Mesut đang ngay lập tức sang hiệp 2 cái lấy lại được tinh thần và gỡ hòa ngay đúng không ạ? Chúng ta thấy tôi vẫn đang giữ vững được sự tin tưởng dành cho Mesut.
khác hẳn hai trận đấu đầu tiên chúng ta đã theo dõi. Thì trận đấu này chúng ta đang được chứng kiến chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi. Quá nhiều bàn thắng. Bốn bàn thắng. Trận đấu nhiều bàn thắng nhất trong và cả một cái thế trận đôi công chiều ngày hôm nay. Một thế trận đôi công hấp dẫn nữa. Vấn đề là do vì Cáp Tuấn Anh cũng chả còn gì để mất. Đằng sau trận đấu thì nếu có thua đi chăng nữa chúng ta vẫn còn một trận đấu mà, vâng, đúng không ạ? Vâng, vâng, còn với Mesut thua trận này vẫn còn Manchester sửa sai nên không việc gì phải quá căng thẳng ở trận đấu này hết. Bởi vì đã trải qua trận đấu bản lề là cặp đấu trước rồi. Phút thứ 55 trận đấu lại quay trở lại vạch xuất phát. Balak. Một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn giữa cả hai người chơi. Neves. Gullit. Bóng không đến được với chân của Pavel Neves. Không, đến chân của Rondo de Lima. Balak. Mở cánh dành cho Son Heung-min. Gullit. De Bruyne. Bale. Avincula. Vẫn là Avincula. Như pha bật nhả rất nhanh. Em Kevin De Bruyne. Mở biên. Đường truyền chuẩn xác cho Son Heung-min. Bale. Gullit. Bên trong đang có nhiều con trỏ phải di chuyển liên tục. Balak. Chưa khoảng trống trong khe. Đấy rồi, đúng keo trái. Đấy rồi. Quá đáng tiếc cho Mesut. Mesut của tôi vẫn chưa để có được bàn thắng thứ 3. Tình huống lúc đầu tôi nghĩ Gareth Bale sẽ thuận chân trái dứt điểm ngay cơ, chứ không phải là quạt thêm lần nữa. Khả năng lớn là bị nhớ nút. Hơi cuống. Nhưng mà đó cũng là một cái tình huống mà Balak cũng đã có một cái tình huống ở một cái tư thế dứt điểm vô cùng thuận lợi. Nhưng mà lại cú đá của cầu thủ người Đức nó là không đủ khó đánh bại được Courtois. Nó quá hiền. Nó có đủ cái độ mạnh nhưng mà cái độ hiểm hóc thì nó không có. Rondo de Lima. Ngay lập tức có hai chiếc đỏ áp sát Rondo. Chúng ta thấy Cáp Tuấn Anh cùng với người đồng đội của Cáp Tuấn Anh đó. Trước đó là Sisui là hai lối chơi khác biệt hoàn toàn nhé. Đúng không ạ? Sisui thì phòng ngự phản công. Mà phản công chả thấy đâu cả, chỉ có phòng ngự là chính thôi, đúng không ạ? Còn với Cáp Tuấn Anh, đôi công luôn, cởi mở với đối phương. Một tinh thần thi đấu khác hẳn, cởi mở. Đây là điều dễ hiểu thôi. Ở trận đấu của Sisui là trận đấu bản lề. Còn đây đã là một trận đấu mà không còn cái bập bênh nó đã bắt đầu lệch sang một bên hẳn rồi. Lệch hẳn sang một bên rồi. Balak. Mbabu. Virgil van Dijk. Phút 80 rồi và có thể đưa nhau vào hiệp phụ cũng nên đấy. Balak. Pavel Nedved. Theo Hernandez. Bóng đã đi ra ngoài biên. Nỗ lực của Son Heung-min. Và sẽ có một quả ném biên dành cho Cáp Tuấn Anh. Partey. Partey là một tiền vệ rất đa năng. Và anh đã thành danh trong ảo của Atletico Madrid trước đây và giờ đang chơi cho câu lạc bộ Arsenal. Theo Hernandez. Bước tốc rất nhanh đối mặt với Van Dijk. Không được, cuối cùng thì hậu vệ người Pháp đã không chiến thắng được Rodgulit. Avincula. Nhiều khả năng hai game thủ chúng ta sẽ phải cần thêm 30 phút của hai hiệp phụ nữa. Nuno Tavares, một trận đấu quá cân bằng. De Bruyne. Balak. Son. Rondo de Lima. Không có lỗi. Balak. Phản công cho Cáp Tuấn Anh. Partey. Một đường chuyền sửa lưng Michael Balak. Tuy nhiên rất may là đã hết thời gian thi đấu chính thức. Và cả hai bên sẽ cùng bước vào hai hiệp phụ. Và không loại trừ cuộc đối đầu này sẽ cần thêm đến loạt penalty nữa. Tôi nghĩ Mesut sẽ có bàn thắng ở khoảng thời gian 30 phút này. Và chúng ta sẽ không phải đến những loạt sút penalty đâu. Gullit. Avincula. Đội thắng trong cái cặp đấu này thậm chí họ còn có thêm một cái lợi thế, đó là họ được nghỉ ngơi một trận. Trong khi đội thua sẽ phải bước ngay vào cái trận đấu kế tiếp nữa. Cho nên nó khiến cho cái tinh thần nó mệt mỏi hơn. Rất mệt mỏi. Son Heung-min. Avincula. Gullit. Balak.
Avincula. Bóng vẫn đang lẩn quẩn trước cầu môn của Cáp Tuấn Anh. Ronaldo, một cú cứa lông từ xa của Ronaldo. Tuy nhiên người chiến thắng vẫn là Thibaut Courtois. Đây là một cái cuộc đấu giữa cả hai Ronaldo, Ronaldo xanh và Ronaldo đỏ. Ai cũng hay cả. Vẫn còn nhiều thời gian cho Mesut có để tìm kiếm được chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng nếu như không tận dụng được cơ hội như cái cách mà Balak đã bỏ lỡ thì gậy ông vẫn đang sẵn sàng để đập vào lưng của Mesut. Chúng ta đã nhìn thấy cái cách mà Cáp Tuấn Anh ghi hai bàn thắng vào lưới của Mesut rồi. Đây cũng là một trong những vận động viên có kỹ năng rất tốt, không hề đơn giản. Ronaldo de Lima, cầu thủ chơi hay nhất bên phía cả hai đều được rút ra. Vâng, đã có người đeo găng tay màu khác rồi, bằng màu trắng, khác biệt. Nhưng mà quan trọng là cả hai Ronaldo xanh và Ronaldo đỏ đều đã được rút ra rồi. Song Heung-min, Gullit, Varane. Đúng rồi, bản meta này đã khiến cho các vận động viên chúng ta không còn mặn mà với những pha tạt cánh nữa rồi. Ai cũng cố gắng phải đưa bóng vào bên trong bằng những pha phối hợp ở cự ly ngắn. 2 phút bù giờ cho hiệp phụ đầu tiên. Balak, Kylian Mbappe, chính xác là Kevin De Bruyne. Dứt điểm lại không được. Vẫn đang làm ngày làm việc hiệu quả của Courtois. Một cú cứa lòng bóng đi chưa đủ độ hiểm của Kevin De Bruyne. Một quả phạt góc dành cho Mesut. Lựa chọn chiến thuật cột xa rất chắc chiu. Kevin De Bruyne đưa bóng xuống đáy biển, tát bóng, bóng đi bị chớ. Một pha xử lý chưa hay của các cầu thủ bên phía Mesut. Cáp Tuấn Anh yêu cầu tạm dừng trận đấu để đưa ra những sự thay đổi trong đội hình của mình. Trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ có 4 cặp đấu được diễn ra. 2 cặp đấu phân nhánh, 1 cặp đấu tìm kiếm tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết và trận chung kết của chúng ta. Theo giờ dự kiến thì trận chung kết sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ kém trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi có rất nhiều phần quà, những cốt quà tặng dành tặng cho khán giả yêu quý, thân yêu của FIFA Live 4 Việt Nam. Và quý vị các bạn hãy đồng hành cùng với FVNC 2021 và chờ đợi những cốt này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở góc trái màn hình của các bạn. Bên cạnh cuộc đua vô địch thì cái cuộc đua MVP như các vận động viên của chúng ta cũng đang diễn ra vô cùng sôi nổi và hấp dẫn. Chúng ta đang có một chút trục trặc về kỹ thuật nên chưa thể tiếp tục trận đấu. Rất căng thẳng. Đây là một cái thời điểm mà những cái trục trặc kỹ thuật như thế này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các vận động viên. Chúng ta đã được chứng kiến một cái cuộc đối đầu, một cái bữa tiệc tấn công đến từ cả Cáp Tuấn Anh và Mesut. Tuy nhiên ở hai hiệp phụ, do là thời gian thi đấu của hiệp phụ nó quá ít ỏi, cho nên là cả hai cũng không muốn mạo hiểm ở trong cái giai đoạn này. Tôi nghĩ là một cái loạt penalty để khép lại cái cuộc đối đầu này là một cái quyết định hợp lý. Trước khi diễn ra trận đấu này thì Cáp Tuấn Anh cũng đã chia sẻ rằng anh đánh giá rất cao Mesut cùng với tập thể của DAI Esports. Đây là một đội bóng rất mạnh và có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Cho dù hai đội đã gặp nhau ở chung kết miền,
Và khi gặp lại nhau ở ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được những thông tin đến từ ban tổ chức đang có trục trặc về kỹ thuật, và ban tổ chức lúc này đang cố gắng khắc phục để có thể đưa trận đấu sớm quay trở lại. Có thể nói 99 Ultimate là những người con Bắc Ninh với lửa đam mê bùng cháy bất chấp tuổi tác, đúng không ạ? Đây là một đội tuyển mà sở hữu cái độ tuổi đa dạng nhất tại giải đấu, và cái nghề nghiệp xuất phát điểm của họ cũng rất đa dạng, đa dạng luôn. Họ không một ai trong số họ là vận động viên chuyên nghiệp cả. Họ làm rất nhiều công việc khác nhau, từ sinh viên, cán bộ công chức nhà nước cho đến nhân viên văn phòng. Và một cái điểm chung duy nhất của họ đó là, thứ nhất đó là cùng quê Bắc Ninh, và thứ hai đó là niềm đam mê FIFA Online 4. Vậy thì tại sao họ không gộp cả hai niềm đam mê đó thành một, tạo thành một cái đội tuyển mang niềm tự hào, mang tiếng nói của người dân Bắc Ninh ra với lại đấu trường quốc nội và cả đấu trường thế giới trong tương lai nữa? Vâng, họ có những cái số độ tuổi đa dạng từ 86 đến 201 luôn, rất là dài. Và đối với một cái đối thủ của họ đó là DH Esports thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều rồi. Một cái đội tuyển mà đã quá quen mặt và hầu như là thuộc thế hệ đầu tiên của FIFA Online Việt Nam luôn. Tôi đố anh biết tại sao đặt tên là 99 Ultimate. 99 tôi nghĩ là, tôi biết là đó là biển số xe. Đúng rồi, chính xác, đó là biển số xe của Bắc Ninh. Rất nhiều anh em vùng quê luôn luôn có cái biển số riêng để đặt, để cho vùng quê của mình. Đặc biệt là những vùng mà chỉ có một con số, chẳng hạn như Bắc Ninh chỉ có 99 mà thôi. Chẳng hạn như Hà Nội sẽ có trải rất là dài, 29, 30, 31. Đấy. Như thành phố Hồ Chí Minh chẳng nữa cũng có con số rất là dài, đúng không ạ? 51, 52, 53, 54, 56, đến 59 thì phải, đúng không ạ? Rất là dài. Có nhiều thành phố họ có những con số khác nhau. Chúng ta thấy chẳng hạn như Nghệ An có 37, đúng không ạ? Hải Phòng thì cũng có nhiều số nhưng mà người ta vẫn nhớ đến chủ yếu là 16 và 18 thì phải. 14 là Quảng Ninh. Và cái con số 99 cũng là một cái con số rất là đẹp ở trong cả lẫn phong thủy và cũng cả trong bóng đá luôn. Vâng. Thì mà cái số áo quy định của FIFA là từ số 1 cho đến số 99 là max, và họ cũng chọn cái số 99. Cái số áo mà cũng đã từng gắn liền với lại huyền thoại Ronaldo de Lima trong một cái giai đoạn mà người ngoài hành tinh chơi cho câu lạc bộ AC Milan, anh cũng đã chọn áo 99. Con số 99 này nếu mà nói về phong thủy nó là con số vĩnh cửu. Nó là vĩnh cửu. Nó là cái, nó cũng thể hiện được một cái sự phát triển trường tồn của thành phố Bắc Ninh. Bắc Ninh là hiện tại ở những giai đoạn gần đây thì Bắc Ninh đang là một trong những thành phố vệ tinh, những thành phố công nghiệp có thể nói là phát triển rất là tốt ở khu vực miền Bắc, thu hút rất nhiều những nguồn đầu tư từ nước ngoài nền kinh tế, và Bắc Ninh là một trong thành phố có xuất hiện rất nhiều các nhà máy, khu công nghiệp. Và tôi hy vọng là không chỉ là về những cái mặt khác mà thành phố Bắc Ninh cũng sẽ tiếp tục phát triển về cái mảng FIFA Online 4 để mà cạnh tranh với lại những thành phố lớn khác, khu vực khác ở trong cả nước để mà họ trở thành một cái đối trọng. Chúng ta thấy thường những đội mạnh của FIFA Online 4 Việt Nam đều đến từ chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội thôi, đúng không ạ? Ít khi đến những thành phố khác. Và đây là một đội ở nhờ những giải đấu như FVNC như này chúng ta tìm thấy được nhiều đại diện mới. Đúng. Chẳng hạn như là chúng ta thấy Alpha X đến từ Hải Phòng, chúng ta thấy được 99 Ultimate đến từ Bắc Ninh. Đó sự khác biệt. Tôi đã từng đến Bắc Ninh rất là nhiều, đặc biệt tôi luôn luôn thấy yêu thích âm nhạc tại đây. Lại là câu chuyện quan họ. Lại câu chuyện âm nhạc. Tháng riêng mùa hát hội đấy. Làng quán họ quê tôi. Ta thấy khuôn mặt của các vận động viên bên phía 99 Ultimate, họ đang là đội gặp nhiều bất lợi hơn. Nhưng mà tâm lý thi đấu của họ vẫn rất thoải mái. Tại vì phía sau lưng họ kể cả thua vẫn còn một trận đấu nữa để tìm kiếm tấm vé và chơi trận chung kết mà. Nhưng mà có vẻ là 99 Ultimate á, họ sử dụng những câu quan họ để mà ru ngủ đối phương của mình. Đặc biệt là ông lúc nãy. Ông Tiểu Vermis. Ông CC. Đúng kiểu lối chơi luôn ngủ của quan họ Bắc Ninh luôn, mà đúng một cái là đâm một phát Hernan Crespo, đau là đau. Không, nhưng mà đúng là
ông Nathanatimet họ cũng đã ru ngủ rất nhiều đối thủ của mình ngay từ vòng bảng rồi, và họ đi nhất với tư cách là Nhật Bản, nhưng mà vào tới vòng đấu này thì những cái đối thủ của họ cũng đã tỉnh táo hơn. Vâng. Dù có nghe bao nhiêu câu quanh họ thì vẫn rất tỉnh táo. Nếu mà có dịp ra miền Bắc chơi, tôi hy vọng anh Cảm cũng sẽ thử một lần đến với thành phố Bắc Ninh. Một thành phố cũng có rất nhiều những món ăn, những lễ hội. Thực ra thì trong cái bối cảnh Covid-19 như thế này thì việc tổ chức những lễ hội ở dịp xuân ở thành phố Bắc Ninh có lẽ là nó sẽ không được thực hiện. Cả nước chúng ta đang cùng nhau chung tay chống dịch và cùng nhau đang hoãn lại những cái cuộc vui chơi như vậy để cùng nhau có thể kiểm soát được dịch bệnh. Nên là Tết sắp đến thì cũng không có nhiều được lễ hội diễn ra. Đây cũng là một cái điều khiến cho chắc chắn là khá là buồn với những người yêu mến những lễ hội tại Bắc Ninh. Những cái giải đấu FVNC trước á, trong quá khứ á, thì cái số lượng đội tham dự và cái số vùng miền ở Việt Nam á, nó không có đa dạng bằng cái giải đấu lần này. Ở giải đấu này thật chúng ta thậm chí là có cái cuộc cạnh tranh giữa cả ba miền luôn, Bắc, Trung, Nam, với rất nhiều những đại diện mới và rất nhiều những cái tên mới. Và Nathanatimet cũng như là Alphys là một trong số những cái tên mới lạ để mà tham dự giải đấu, và họ đã làm nên rất nhiều điều bất ngờ, trong đó có cả Nopen Ogen nữa. Và bằng chứng là vào đến 4 vòng, vòng 4 đội mạnh nhất, chúng ta thấy chỉ còn một cái tên quen thuộc thôi, đó là DH Esports. Trước FVNC năm nay chúng ta còn thấy có những chung kết miền, rồi mới đến được ngày vòng chung kết ngày hôm nay, chung kết thực sự ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta đã trải qua một cái tháng 1 có thể nói là rất là dài để có thể tìm ra được những đại diện đến chơi thi đấu 4 đội mạnh nhất. Chúng ta sắp tìm ra rồi, sắp tìm ra rồi. Chính xác rồi.
chung kết chỉ một vài phút và thậm chí là một loạt penalty nữa mà thôi nếu như họ làm tốt. Gullit vẫn là Ruud Gullit. Ronaldo, Nuno Tavares, CR7, Advíncula vẫn chưa được. Chúng ta chắc chắn sẽ phải đến với penalty. Ronaldo de Lima sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai. Michael Ballack, cơ hội đây rồi. Pha xuôi bóng quá hay của Mesut. Và như vậy là chúng ta sẽ đến với loạt sút penalty. Cả hai đều đã sẵn sàng và chúng ta sẽ đến ngay với loạt đấu súng. Sút trước sẽ là Mesut với Cristiano Ronaldo. Sau quãng thời gian nghỉ vừa rồi thì không biết các vận động viên của mình đã lấy lại được tinh thần ấy chưa. Và Mesut đã thực hiện thành công ở quả sút đầu tiên. Đây là cặp Tuấn Anh với Ballack. Thành công một pha dứt điểm vào giữa khung thành. Gareth Bale, anh đang đeo trên tay tấm băng thủ quân. Bèo ơi, chơi golf lâu quá rồi cho nên là anh ta đã quên mất cách để đá quả bóng đi như thế nào. Pavel Nedved, cơ hội để cặp Tuấn Anh vượt lên ngay giữa khung thành. Đây là Gullit. Thành công. Rất căng, đá rất căng của Gullit. Đây, Ronaldo de Lima, Ronaldo xanh. Chúng ta đã nói quá nhiều về anh ta trong trận đấu ngày hôm nay. Và với khoảng cách 11 mét như thế này thì anh sẽ không bỏ lỡ. Giờ đến lượt Ronaldo đỏ. Ronaldo xanh đã gọi rồi. Ronaldo đỏ trả lời. Rất tốt, rất tốt. Giờ đến lượt đội trưởng của bên phía đội bóng áo xanh. Đội trưởng bên phía áo đỏ đã sút trượt rồi. Gullit. Đây là quả sút cuối cùng, cơ hội cuối cùng cho Mesut. Rijkaard. Rijkaard phải thành công để níu kéo loạt penalty này lại. Thành công. Đây, quả đá quyết định của cặp Tuấn Anh. Ai đây? Serge Gnabry. Rất căng thẳng. Gnabry. Cú đá quá nhẹ của Serge Gnabry. Loạt đá chúng ta trở về với vạch xuất phát và Son Heung-min. Son, oh my god, oh my god. Trai hàng đó, Oppa xa đàng hế. Thomas Partey, Thomas Partey. Cú đá quyết định, cú đá quyết định của cặp Tuấn Anh. Thomas, ôi lực nhẹ quá vậy. Nhưng nó đủ để cặp Tuấn Anh loại được Mesut và cặp Tuấn Anh sẽ đối đầu với lại Maestro. Và như vậy là chúng ta sẽ có 5 trận đấu ở cặp đấu này. Nó không thể kết thúc sớm. Quá đáng tiếc cho Mesut. Anh ta đã rất xuất sắc ở tình huống cản phá cái cú đá của Van Rijkaard. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ của DIH Esports và chúng ta sẽ phải bước vào trận đấu chung kết của cặp đấu này, trận đấu cuối cùng. Mỗi bên chỉ còn lại một thành viên và chúng ta sẽ phải cân đến game đấu thứ 5 giữa Maestro và cặp Tuấn Anh. Một lần nữa cặp Tuấn Anh lại cho thấy cái đẳng cấp và cái kinh nghiệm của mình bên phía đại diện National Internet. Mặc dù đối đầu với những nhà đương kim vô địch, với những người có một cái bảng thành tích quá nổi trội trong quá khứ của cái sân chơi này, tuy nhiên cặp Tuấn Anh vẫn là cặp Tuấn Anh. Một trận đấu mà anh dựa rất nhiều vào Ronaldo de Lima. Một trận đấu mà cặp Tuấn Anh không hề chơi với Đình Bu Xui và thậm chí là chơi đối công với lại Mesut, và nó đã đem lại quả ngọt cho anh ta. Cặp Tuấn Anh đã thể hiện được bản lĩnh của mình
ở cái loạt số 11m vừa qua. Tưởng chừng như cái tình huống sút hỏng của Cáp Tuấn Anh, và cái lượt đá quyết định nó đã níu kéo lại hy vọng cho Mesut để dứt điểm luôn cái trận đấu này. Tuy nhiên giờ thì phải đến lượt Maestro. Maestro là kiểu chuyện gì cũng phải đến tay anh. Nói chung là người anh cả đúng không ạ? Người anh cả Maestro. Theo như những chia sẻ của chú Bè thì Maestro đã di chuyển vào Nam sinh sống. Và anh đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chuẩn bị đến với cặp đấu giữa hai vận động viên đội trưởng kỳ cựu nhất, kỳ cựu của cả hai bên luôn. Cặp Tuấn Anh và Maestro. Maestro sinh năm 1992. Chúng ta cũng đã quá quen thuộc với Maestro rồi đúng không ạ? Từ khuôn mặt cho đến cái thành tích của anh thì đây là một trong vận động viên có thành tích rất cao. Top 8 của EACC mùa thu 2019. Cái việc mà thay đổi cái meta game á, nó cũng khiến cho cái khoảng cách giữa những cái vận động viên chuyên nghiệp và những cái người chơi bán chuyên nó xích lại gần với nhau hơn. Đúng rồi. Bởi vì nó thay đổi một cái mức ở giữa, và cái người chơi hay thì cũng sẽ phải lùi lại một chút để mà phù hợp với cái bản meta này, và cái người chơi không hay bằng thì cũng sẽ được nhích hơn một chút để mà gần đến cái meta chung hơn. Và đó là một cái lợi thế của cái bản meta mới dành cho những cái đội tuyển đến sau, và thực sự đó cũng là một cái điều tiên quyết mà giúp cho chúng ta thấy là ba cái tên gây bất ngờ đi được đến vòng đấu này. Và đến trận đấu cuối này, kể cả gặp DH Esports thì họ cũng chơi rất là ngang phèo đúng không ạ? Không hề có một chút lệch gì cả, không hề có lệch ở cán cân này lắm. Ngoài trận đấu đầu tiên, Subin thực sự đúng là rất là đáng tiếc cho Subin. Subin đang cố gắng động viên tinh thần cho người anh cả Maestro để có thể giúp cho DH Esports điền tên mình vào chơi trận chung kết một cách dễ dàng hơn, đúng không ạ? Sẽ không phải mất thêm thời gian ở một loạt một trận đấu nữa. Và nếu như chẳng may mà DH Esports họ thua ở cái cuộc đối đầu này thì họ sẽ tái ngộ với lại Nopenogen một lần nữa. Và đó là lần thứ 3 hai đội tuyển này gặp nhau chỉ trong nội bộ của vòng chung kết thôi. Họ nằm chung bảng đấu. Họ vừa gặp nhau ở trận phân nhánh ngày 29. Và nếu như ngày hôm nay DH tiếp tục thua trận này, họ sẽ lại phải tiếp tục gặp một cái tên mà có lẽ chắc họ cũng đã quá ngán rồi. Nopenogen. Quá duyên số, quá duyên phận. Rất nhiều duyên phận. Nhưng mà có lẽ là Maestro sẽ làm mọi thứ để mà không phải gặp lại Nopenogen nữa. Mà nếu có gặp thì cũng sẽ gặp ở trận chung kết. Và ngồi thì nó chưa chắc, biết đâu lại gặp lại Natina Ultimate nếu giành chiến thắng thì sao đúng không ạ? Tại ta chưa biết được, bánh bóng mà. Bộ đôi tiền đạo sẽ là Ronaldo với Roro, bộ đôi Roro. Đằng sau có Bale, có Song Heung-min. Đội hình 4-4-2, đội hình quen thuộc của Maestro rồi. Theo những chia sẻ của Maestro thì rất có thể đây sẽ là giải đấu cuối cùng anh thi đấu ở FIFA Online 4. Và chắc chắn DH Esports muốn có được chiếc cúp vô địch như một món quà. Chính xác như vậy. Và theo những chia sẻ ban tổ chức thì chiếc cúp vô địch của FVNC 2021 đã có một sự cải tiến, đã có facelift và nó nặng hơn rất nhiều so với cái cúp ở những năm trước. Vì sao nặng hơn có biết không? Nó được mạ bằng bạc. Bạc hay vàng? Bạc hay vàng? Vàng chứ hả? Cái đấy chúng ta sẽ hỏi ban tổ chức sau. Nhưng mà chắc chắn là được mạ một cái thứ kim loại rất kỳ đắt tiền đúng không? Vâng. Đó là một điều mà chắc chắn các vận động viên đều mong ước có được ở mùa giải năm nay. Đặc biệt là DH Esports. Họ sẽ bảo vệ được ngai vàng của mình đúng không ạ? Michael Ballack. Song Heung-min. Đây là Ruth Gullit. Nhập cuộc một cách thận trọng. Đã đi bóng được. Black. Cặp Tuấn Anh đang lùi sâu. Điều trọ khá là nhanh. Bale chọc khe cho Ronaldo. Bên trong có người. Chuyền đi. Sửa lưng. Ôi, Son Heung-min cũng đã chủ động bỏ bóng. Một pha bóng mà Cristiano Ronaldo bị sửa lưng. Nếu đó là một đường chuyền nhẹ hơn một tí và căn chỉnh hơn một chút thì đã có thể có pha đệm bóng của Ronaldo rồi. Cô ấy không được, không thể vượt qua được bàn đài. Maestro đang chơi tấn công phủ đầu.
Kulit, Van Dijk. Chắc chắn việc ngồi chờ đợi quá lâu đang khiến cho Maestro bị ngứa tay rồi. Advicula, CR7, đây là Balak. Làm gì đây? Quá trống trải. Balak, Rolo. Tỷ số được mở rất sớm cho Maestro. Và nó đến như một lẽ tất yếu khi mà lối chơi kiểm soát tấn công hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Tôi cảm giác như là hơi dễ, đúng không ạ? Có vẻ kèo này hơi dễ với Maestro. Anh đang thể hiện sự vượt trội hơn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tấn công phủ đầu đối phương. Và có những pha ban đập rất tự tin, rất tự tin trước ngay cửa khung thành của 99 Ultimate. Maestro đã chứng tỏ vì sao anh là người chơi FIFA Online 4 hay nhất ở server Việt Nam vào lúc này. Ở trong quá khứ thì như chúng ta biết là đội tuyển quốc gia Brazil, họ cũng đã từng sở hữu một cặp đôi tiền đạo Roro, đó là Ronaldo và Romario. Và ngày hôm nay thì Maestro cũng sử dụng một cặp Roro. Đây rồi, Ronaldo xanh. Không cần đến sự xuất sắc, không cần tấn công quá nhiều, không cần sự áp đảo, nhưng đó là cặp Tuấn Anh. Tôi còn đang mãi mê nói về cặp Roro của Maestro thì có vẻ như anh Ro xanh này cũng hơi cay vì tại sao không nhắc đến tôi, và giờ thì anh ta đã bắt tất cả phải nhắc đến tên mình. Và trận đấu lại được đưa về vạch xuất phát. Đúng là chúng ta đang được chứng kiến một trận đấu mà nó còn vẫn có thể lùi bước. Vẫn có thể lùi bước nên là các vận động viên chúng ta đang chơi rất cởi mở. Ngay từ trận đấu của Mesut rồi. Song Hyo-min, Advicula, Gullit. Đây là Ronaldo. Ronaldo đang đá rất xa so với khung thành. Song Hyo-min di chuyển vào bên trong. Đã có khoảng trống. Rất khéo. Liên tục là pha ban đập. Không gian đã đủ nhưng không thể dứt điểm. Nhịp chạm đầu tiên của CR7 đã khiến cho anh không thể dứt điểm ở tình huống vừa rồi. Nó hơi mạnh. Rất hay, rất hay. Van Dijk, Virgil Van Dijk. Oh my god, đúng là pha xử lý của một trung vệ. Cũng rất khó đúng không? Không biết sút được. Sút không được. Sút không xong mà truyền cũng không được. Mà ngay lập tức anh chạy về như một vị thần. Song Hyo-min, CR7, Gullit, Nuno Tavares. Cặp Tuấn Anh này là một người chơi quá nguy hiểm. Đúng là 99 Ultimate họ đến đây không phải là để cho đủ số đội. Và họ đã chứng tỏ đây là một đội bóng khó bị đánh bại nhất vào lúc này. Khi mà ai muốn vượt qua 99 Ultimate cũng đều phải cần đến 5 game đấu. Và rất may cho Cặp Tuấn Anh khi vừa rồi là một tình huống sút hụt bóng của tiền đạo bên phía Maestro. Đây là câu trả lời. Mbabu vẫn là cầu thủ người Thụy Sĩ. Poti, Balak. Rất khó chịu với những pha xử lý của Cặp Tuấn Anh. Nuno Tavares, Gullit, Balak, Advicula, Son Heung-min, Advicula. Hai Ronaldo đã di chuyển. Ở phía trong là Ronaldo de Lima. Advicula, Ronaldo de Lima. Không được. Quả đấy là vì Advicula nên không thể dứt điểm, buộc phải truyền cho Ronaldo. Rất đáng tiếc và chúng ta đã trải qua 45 phút đầu tiên. Một hiệp đấu rất nhanh, không có những tình huống bóng chết. Khi mà cả hai vận động viên đều chơi cởi mở và tấn công ngay lập tức sau tiếng còi khai cuộc. Đây là những diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Song Hyo-min, Van Dijk, Balak, Advicula đổi hướng tấn công. Đường chuyền chuẩn dành cho Nuno Tavares. Bill, Ronaldo, CR7. Rất hợp lý. Song Hyo-min, đường chuyền về. Không được. Sự xuất sắc của Thibaut Courtois vẫn đang giữ cho mảnh lưới của Cặp Tuấn Anh. Chỉ mới rung lên một lần mà thôi. Một tình huống dứt điểm cẩn thận. Tuy nhiên Courtois vẫn đang chơi quá hay. Gareth Bale. Những pha phối hợp của các cầu thủ mà Maestro tạo ra vẫn rất có nét. Gullit, Partey không thể vượt qua được Advicula. Đường chuyền chuẩn xác. Song Hyo-min,
lên bóng từ tốn. Gullit. Black. Không thể được bóng ra biên khi mà Theo Hernandez đã theo người hay. Advíncula. Son. Gullit. Vẫn là những quả đập nhà ở trung lộ mà thôi. Nuno Tavares chưa đột phá được. Chúng ta thấy Cáp Tuấn Anh điều trò bắt người rất hợp lý. Gullit đã có khoảng trống. Varane quá khỏe. Anh đã tì đè và cướp lại bóng ngay trong chân của Gullit. Varane. Mbappé. Gnabry. Balak. Potty. Không được, không qua được Ruud Gullit, một pha bắt bài rất hay. Balak. Ronaldo de Lima, phía trên là Son Heung-min. Son qua được Varane rồi. Đường chuyền về tuyến 2 lại bị bắt bài, nó quá lộ liễu. Potty. Ronaldo rất nhanh, chỉ với vài nhịp thôi. Gullit. Balak. Quá nhịp nhàng đến từ Cáp Tuấn Anh. Không được, Thomas Partey đã không thể đến được với trái bóng trong hôm vừa rồi. Nuno Tavares chuyển bóng lên rất nhanh. Ronaldo de Lima. Ronaldo 7 đang di chuyển. Không được rồi. Một pháo không thành công giữa CR7 và Nuno Tavares. Và nó để mang cơ hội đến về với Cáp Tuấn Anh. Gullit. Gnabry. Tốc độ của Gnabry quá tạc. Nhưng meta này thì không ăn thua. Cơ hội phản công dành cho Maestro. Son Heung-min chưa đủ người. Một cú hãm hợp lý. Cho dù nhịp độ trận đấu bị chậm đi, nhưng phía trước mặt Son Heung-min ở tình huống vừa rồi cũng có đến 4 bóng áo xanh. Nuno Tavares. Balak. Kìa, phản trống kìa. Một pha bắt bài hay nữa của Raphael Varane. Có thể lại hiệp phụ rồi. Hernandez. Ồ oh. Và bức tốc quá khỏe của cầu thủ người Pháp. Hơi thiếu đi sự bình tĩnh. Tốc độ trận đấu diễn ra vô cùng nhanh và chóng mặt. Cáp Tuấn Anh là một cái người chơi vô cùng sòng phẳng với đối phương. Ai chơi với anh ta như thế nào, anh ta sẽ chơi lại theo đúng thế đó. Chứ không có gồng mình chịu đựng giống như là hai người đồng đội của mình. Và đó cũng là thứ đã mang lại thành công cho Cáp Tuấn Anh. Một người chơi vô cùng bản lĩnh. Và với cái đà thăng tiến này thì trong tương lai 99 sẽ là một cái đối trọng thật sự lớn với các đại diện khác của Việt Nam. Và chúng ta thấy Alpha X cũng vậy. Nope No Gain. Họ đang ngày càng gần hơn với đẳng cấp của các đội bóng lớn. Như là Walking Chicken, Century Gaming, đúng không ạ? Người đã hay là programmer, người đã thường xuyên xuất hiện ở những giải đấu lớn đại diện cho Việt Nam thi đấu như EACC. Mbappé. Theo Hernandez. Có vẻ như Cáp Tuấn Anh đang muốn kéo trận đấu này vào hai phụ. Vì nhìn cái cách xử lý của Theo Hernandez là chúng ta cũng đủ biết rồi. Black. Không quá vội vã tấn công, bởi vì nếu như bị mất bóng ở thời điểm này rất khó gỡ. Đó, phải để mất bóng rồi. Gullit. May cho anh ta là Gullit đã chuyền hỏng. Ronaldo San. Gullit. Bóng về với Ronaldo San, sút ngay à. Khá nguy hiểm và nó mang về cho đội bóng của Bắc Ninh một quả phạt góc. Asmir Begovic vẫn đang chơi rất tỉnh táo trong khung gỗ của Maestro. Sẽ có một quả phạt góc và sẽ là cơ hội cuối cùng trong hiệp đấu thứ hai. Đội bóng là Gnabry. Neves. Thomas Partey. Vẫn còn, vẫn còn Ronaldo de Lima. Rất may là Asmir Begovic đã kịp phản xạ trong tình huống vừa rồi. Một tình huống bóng lập bập và nó khiến cho Asmir Begovic bị giật mình. Begovic cũng đã bị khuất tầm nhìn bởi Ruud Gullit. Và sau đó thì anh đã cũng đã rất nhanh chân
rất nhanh tay thì đúng hơn. Balak, cơ hội vẫn còn với Cáp Tuấn Anh, vẫn còn đây rồi, vẫn là Asmir Begovic. Oh my god, tôi cứ tưởng đâu anh ta đang níu kéo thời gian cho vào hiệp phụ, tuy nhiên không. Hãy nhìn những cái đợt tấn công như vũ bão vừa rồi của Cáp Tuấn Anh, và anh ta vẫn chưa buông tha cho Maestro. Nedved, Thomas Partey, Van Dijk, Ronaldo de Lima. Và như vậy cuối cùng thì Maestro cũng đã thở phào nhẹ nhõm để mà bước vào hiệp phụ. Sóng gió đã qua đi đúng không ạ? Quá vất vả cho Maestro. Anh đã khởi đầu một trận đấu một cách dễ dàng. Nhưng càng về sau thì Maestro đã mất đi sự kiểm soát. Nó là sóng gió, nhưng mà ông Cáp Tuấn Anh hay là lại bạc phận. Và anh cảm có vẻ là một fan rất hâm mộ ca sĩ Jack thì phải. Chúng ta bắt đầu ngay với hai phụ, với Serge Gnabry của Cáp Tuấn Anh, Ronaldo de Lima, Gnabry. Một pha lùi về lấy bóng rất hay của Son Heung-min. Hernan Crespo, Ruud Gullit, Ronaldo, Vieira, Avincula, Gullit, Mbappe, Nuno Tavares, Son Heung-min. Vẫn là cầu thủ người Hàn Quốc, rất khỏe. Tuyến 2, Ronaldo. Một pha phối hợp giữa hai Ronaldo, Ronaldo châu Á và Ronaldo thiệt, Cristiano Ronaldo. Chúng ta thấy rằng Mesut cùng với Subin đã phải động viên Maestro rất nhiều. Có thể thấy rằng những phút cuối của hiệp 2 đã khiến cho Maestro gặp áp lực như thế nào. Và anh đang khởi đầu hiệp phụ một cách thuận lợi hơn so với đối phương. Nhưng liệu có phạm lại cái sai lầm giống như ở hiệp 1 hay không? Ngay lập tức là dừng trận đấu để lấy lại sự bình tĩnh, và đặc biệt là thay đổi chiến thuật đến từ hai vận động viên. Phải dành những lời khen cho pha đột phá vừa rồi của Son Heung-min. Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ đột phá của mình và kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn. Và trong một cái tư thế đối mặt với khung thành và với một chân sút đẳng cấp như CR7 thì chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ. 2-1 rồi. Và đây Cáp Tuấn Anh tiếp tục sẽ là những người bám đuổi. Và sau khi ghi bàn thì Cristiano Ronaldo cũng được rút ra nghỉ, thay vào đó là Thierry Henry. Gullit, Ronaldo. Không được rồi, chỉ có Ronaldo không đến được với Thomas Partey. Mbappe, Henry, Mbappe, Kylian Mbappe, phía trên có Thierry Henry. Nhưng Mbappe quyết định solo trong tình huống vừa rồi. Thời gian vẫn còn cho những nỗ lực của Cáp Tuấn Anh. Thì trước tiên họ phải vượt qua được cơ hội nguy hiểm này của Maestro. Gnabry đã lấy lại bóng. Và chúng ta sẽ đến ngay lập tức với hiệp phụ thứ hai. Những cái gật đầu rất yên tâm của Maestro với những người đồng đội của mình. Trận chung kết đang rất gần với Maestro cùng với người đồng đội của anh. Chỉ còn lại 15 phút in game mà thôi. Nó không quá dài với thời gian thực. Vieira đưa bóng lên trên ngay lập tức. Mbappe bên trong có người rồi. Đi xuống bóng xuống đáy biên. Không thể đưa bóng vào trong cho Crespo. Son Heung-min. Varane lên quá cao. Có vẻ như đã có sự thay thế của Cáp Tuấn Anh đưa Varane lên để đánh đầu thì phải. Son Heung-min, Henry, Mbappe. Bóng vẫn trong cuộc. Nỗ lực của Son Heung-min rất đáng khen. Partey. Những cơ hội cuối cùng của Cáp Tuấn Anh. Gullit. Nỗ lực từng giây một. Chưa bao giờ thời gian trôi nhanh với Cáp Tuấn Anh như lúc này. Varane đang chơi rất cao. Gnabry. Maestro đang cố gắng
bám đuổi và không để cho đối phương có phải dứt điểm. Tuy nhiên vừa rồi trong pha xử lý lỗi rất đáng tiếc của Gullit xanh và đã để mất bóng vào chân của Gullit đỏ. Crespo, thời gian đã hết rồi, bù giờ rồi. Crespo đưa bóng ra cột cờ gốc. Mặc dù không thể làm gì được huống vừa rồi, tuy nhiên nó cũng đủ giúp cho Maestro kéo dài được thời gian trận đấu và nó sẽ kết thúc ngay sau đây thôi. Chiếc vé vào chơi trận chung kết đã gọi tên DHE Sport. Một lần nữa Maestro đã khẳng định đẳng cấp của người chơi số 1 tại server Việt Nam. Một chiến thắng phải nói cực kỳ vất vả của Maestro cùng với các đồng đội của mình. Và đây là kiểu ăn mừng của Dybala, đúng không ạ? Cầu thủ mà Maestro cũng rất ưa thích. Anh là fan hâm mộ của Manchester United và Juventus, của Wayne Rooney và Dybala. Một chiến thắng hơi vất vả một chút cho Maestro và đặc biệt là Dayan Esports. Và như vậy chúng ta đã xác định được cái tên đầu tiên góp mặt ở trận chung kết ở FVNC mùa giải 2021. Đó chính là Maestro. Và đội sẽ rơi xuống trận đấu bán kết, đó là Ultimate. 99 Ultimate sẽ gặp No Pain No Gain. Một cặp đấu mà chúng ta cũng sẽ chứng kiến được những tài năng trẻ. Những tài năng trẻ không trừ ngoại trừ các Tuấn Anh. Những tài năng trẻ khác cùng nhau tranh tài và sẽ tìm ra đại diện nào gặp câu lạc bộ DH Esports ở chung kết. Một lần nữa chúng ta cũng được xem lại một cái cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng ngoạn mục. Tuy nhiên đẳng cấp của Maestro đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng trong hiệp phụ. Nếu mà may mắn hơn thì DH Esports đã có thể kết thúc sớm trận đấu này khi mà Mesut đã bỏ lỡ cơ hội ở loạt sút luân lưu. Nhưng một lần nữa cũng phải dành những lời khen cho các Tuấn Anh khi anh ta thể hiện mình là một cái người chơi vô cùng xuất sắc của 99 Ultimate, khi mà liên tục rượt đuổi đối phương và khiến cho một cái đội bóng mạnh như là DH Esports phải vất vả mới có thể đánh bại được mình. Thậm chí là anh ta cũng đã kéo đối thủ của mình đến rất gần với loạt penalty của cuộc đối đầu này rồi. Tuy nhiên thật không may cho các Tuấn Anh, đẳng cấp của Maestro đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng quý hơn vàng của Cristiano Ronaldo. Đây chính là bàn thắng đó, bàn thắng đã đưa đội bóng đại diện của Hà Nội, những nhà đương kim vô địch chúng ta, vào trận chung kết để tiếp tục trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Đây là một trận đấu mà thực sự là vô cùng khó khăn, đúng không ạ? 3-2 chúng ta đã phải chạy. Sau việc trải qua sớm trận đấu đầu tiên, người đã clear man, thì chúng ta phải trải qua một trận 5 trận đấu. Và sau đây chúng ta sẽ đến ngay lập tức với những chia sẻ của các vận động viên phỏng vấn ngay sau trận, cùng với đó là những phân tích ở các chuyên gia ở trường quay đội đầu tiên vào chung kết DH Esports F4. Và chúng ta sẽ sau cặp đấu tiếp theo chúng ta chuẩn bị theo dõi sẽ là cặp đấu giữa 99 Ultimate cùng với No Pain No Gain Esports. Và các bạn thân mến, lúc chúng ta đã trải qua một ngày thi đấu hơi dài một chút do đã có một chút trục trặc kỹ thuật khiến cho trận đấu này bị kéo dài hơn cùng một chút. Nhưng những gì mà chúng ta theo dõi trận đấu giữa Maestro và Captain Anh thực sự quá là đã, đúng không anh? Cả nó xứng đáng với sự chờ đợi chúng ta phải chờ đợi. Và ngay sau đây xin mời quý vị các bạn đến với phần phỏng vấn sau trận đấu của chúng tôi với các vận động viên của DH Esports. Chào mừng các bạn khán giả của FIFA Online 4 và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với Mesut, đội là tuyển thủ đến từ đội hình của phía DH. Xin được chúc mừng Mesut ở trong cái lượt trận vừa rồi, và mình hiện tại là đang có mặt đặt một chân vào trận chung kết tổng, thì không biết là cảm giác của Mesut sau khi mà mình tiếp tục góp mặt tại trận chung kết tổng ở trong vòng loại chung kết quốc gia ngày hôm nay như thế nào ạ? Điều tiên là em rất là vui vì đã cùng đội của mình vào chung kết tổng của FVNC 2021. Và cũng cảm thấy rất là phấn khích vì những kết quả tốt ở hai ngày thi đấu vừa qua. Ngoài ra thì chắc là mình cũng có lẽ hỏi thêm một câu, đó chính là bên phía của DH thì đã gặp hai đội tuyển sắp tới là No Pain No Gain cũng như là 99 Ultimate, thì cơ bản là Mesut đánh giá đội tuyển nào sẽ có thực lực dĩnh hơn, và Mesut mong muốn là mình sẽ gặp đội tuyển nào ở trong trận chung kết tổng sắp tới? Về hai đội tuyển này thì họ đều có những kỹ năng tốt, và một bên là NPNG là có sức trẻ, và
bên Ultimate 99 thì họ có sự già dơ hơn. Tuy nhiên thì em vẫn đánh giá là kỹ năng sẽ chiến thắng so với sự già dơ. Và em sẽ lựa chọn là NPNG sẽ chiến thắng ở cặp đấu này. Được, cảm ơn Mesut. Và nếu mà xét về cái độ già dơ thì nếu mà so với các thành viên của phía 99 Ultimate mà so với Macho thì không biết là Mesut cảm thấy như là người đồng đội của mình có đủ kinh nghiệm để có thể vượt qua hay chưa. Và thật ra trong những cái lạc trận BO5 vừa rồi á thì các thành viên của phía DH cảm giác như cũng đặt niềm tin rất là nhiều vào người anh của mình đúng không? Với anh Hiệp thì đã là một tượng đài của EO4 Việt Nam rồi nên là bọn em rất là đặt rất nhiều niềm tin vào anh Hiệp và rất thoải mái ở những lượt đấu đầu tiên và tự tin là anh Hiệp sẽ có thể gồng gánh team có những quả như vừa rồi ạ. Ngoài ra thì ở trong cái lạc trận vừa rồi thì mình có để ý là cái đội hình đến từ bên phía của DH á. Trong cái lượt bích tuyển thủ thì các bạn có thể thấy các bạn bích được con bài icon là Red Bull. Nhưng mà trong cái lạc trận vừa rồi thì các bạn không sử dụng cái con bài này, cầu thủ này. Thì không biết nó là một cái ý đồ chiến thuật hay là một lá bài tẩy để mình có thể giấu ở trong trận chung kết, mình có thể bật mí. Nếu mà không lộ chiến thuật gì đó thì mình có thể bật mí cho các bạn khán giả biết được chút xíu. Với việc ngày hôm nay em với anh Hiệp sử dụng sơ đồ là hai tiền đạo mà nên bọn em ưu tiên sử dụng cặp CR7 và Rô Béo hơn so với Kespo. Kespo là mẫu tiền đạo đá độc lập, một tiền đạo nên là sẽ phù hợp so với chiến thuật khác chứ không phải là 4-2-2. Có thể thấy như là các thành viên đến từ bên phía của DDH đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ về mặt chiến thuật. Và hy vọng là các bạn sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi một ít phút để có thể tiếp tục chuẩn bị về mặt chiến thuật cũng như là theo dõi lạc trận tiếp theo ha. Và cuối cùng xin được chúc mừng Mesut cũng như các thành viên đến từ bên phía của DDH một lần nữa khi mà các bạn đã góp mặt tại trận chung kết tổng. Và vừa rồi là một vài chia sẻ đến từ bên phía của Mesut, tuyển thủ đến từ bên phía của DDH Esports. Và có lẽ như là để hiểu hơn về cái lạc trận BO5 vừa rồi thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với bàn phân tích cùng với MC Bình Đe và hai vị khách mời.